chương 4140, mục đích của thánh địa. Chờ mọi người ăn xong, lúc này đoan mộc tuyết mới mở miệng nói. Trừ bảo quả ra, bản tỏa có một phần kỳ công, chỉ cần các người bái nhập thánh địa, làm đệ tử ký danh, như vậy sẽ truyền cho các ngươi Mọi người vui mừng, có thể được thánh địa xưng là kỳ công, đó là công pháp như thế nào? Đây là công pháp do thánh nhân sáng tạo sao? Lăng Hàn lại kinh ngạc, trong bí cảnh chém giết tàn khốc như thế, nhưng bây giờ lại cho ăn bảo quả, cho kỳ công tu luyện, tương phản quá lớn. Người xem, trở thành đệ tử ký danh, độ tự do lớn thế nào. Kim Nguyên Thánh Địa bỏ ra nhiều như vậy, chỉ vì đạt được mấy đệ tử ký danh. Tội gì làm như vậy, Lăng Hàn cũng không tin tưởng Kim Nguyên Thánh Địa sẽ tốt bụng như thế, có chỗ tốt không cho người mình, bọn họ cũng không phải nhà từ thiện. Cho nên, hắn không nghĩ ra vì cái gì Kim Nguyên Thánh Địa hào phóng như thế. Xin hỏi đoan mục tiên sinh, kỳ công là gì? Có người hỏi, đoan mục tuyết gật đầu, nói đó là thất thánh thiên công, tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa, chất lượng bí lực sẽ tăng lên rất lớn, trong chiến đấu cùng cảnh giới, lực lượng của các ngươi sẽ mạnh hơn đối thủ rất nhiều. Tất cả mọi người vừa mừng vừa sợ, kinh hãi chính là Kim Nguyên Thánh Địa sẵn sàng truyền công pháp trọng yếu như thế cho bọn họ, vui vẻ sau khi tu hành công pháp tuyệt thế, tiền đồ tương lai của bọn họ sẽ sáng ngời. Sẽ không có ai hoài nghi hay sao? Lăng Hàn kinh ngạc, trên trời có tài bảo vô duyên vô cớ nện vào đầu hay sao? các ngươi đều ngốc hay sao? Không đúng, những người này không ai ngốc, cho nên đám người giống như bị mê muội thần trí, có lẽ là bị tiên thụ ảnh hưởng. Lúc đó hắn kém chút hóa thành sát nhân ma vương, may mà có lục tự minh vương chú xua tan tâm ma. Hắn lại không thể cải biến tâm trí kẻ khác, nhưng khẳng định có ảnh hưởng, để bọn họ chỉ nhìn thấy mặt lợi. Nội tâm lăng hàn sinh ra cảnh báo lớn, kim nguyên thánh địa tạo ra quả hội cũng không có ý tốt gì. Hắn không chút biến sắc, cùng lắm thì vận dụng thiên đạo hỏa, ngược lại người ta sẽ tính sổ lên đầu Ngưu Kiếm Hoa, cũng không liên quan tới Lăng Hàn hắn. Nhưng tu luyện thất thánh thiên công nhất định phải hai người phối hợp, một âm, một dương, cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài. Đoan Mộc Tuyết nói, hắn vỗ tay ra, lại có 12 người đi tới. Hậu Vĩnh Chính, Thị An, Ôn Phi Văn đều ở trong đó, chính là Kim Nguyên Thánh Địa Thập Nhị Tinh Sứ. Giới thiệu với các vị một chút, 12 người này chính là Thánh Địa Thập Nhị Tinh Sứ, cũng là 12 người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Thánh Địa. Đoan Mộc Tuyết cười nói, tu luyện thất thánh thiên công, cần phải hai người phối hợp, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng lên rất nhanh. Thập nhị tinh sứ đã sớm tu luyện thất thánh thiên công Dương Thiên, hiện tại, bọn họ sẽ tiến hành lựa chọn, do bọn họ sẽ truyền thất thánh thiên công âm thiên, còn có một chút nghi thức đặc biệt cần tiến hành. Đám người hậu vĩnh chính đi tới, cũng không tốn thời gian chút nào, dường như mọi chuyện đã sớm quyết định, bọn họ cũng tìm được người phối luyện với mình. Lăng Hàn phối luyện với một nữ tử, tướng mạo cực đẹp, chính là nữ tử duy nhất trong thập nhị tinh sứ, dáng người nàng cao gầy, một thân trang phục màu đỏ, từ đó cũng thể hiện dáng vẻ mê người của nàng với thế gian. Nàng gật đầu với Lăng Hàn, nói, đúng dịp, nhiều sư đệ, ta họ Mã, tên là Mã Phân Vũ. Châu và ngựa là đúng dịp sao? Lăng Hàn cười ha ha, nói, cũng làm Mã Cô Nương thất vọng, ta không tính bái vào thánh địa, sẽ không tu thất thánh thiên công. Hắn vừa nói lời này làm mọi người kinh ngạc. "Không tu, ngươi không tu công pháp giúp ngươi gia tăng tốc độ tu luyện gấp 10 lần. Đây là công pháp thánh địa đấy, chẳng lẽ ngươi không biết thập nhị tinh sứ đại biểu cho cái gì sao? Mỗi một thời đại chỉ có đệ tử vô cùng xuất sắc mới có thể ứng cử thập nhị tinh sứ, trải qua vô số lần tỉ thí mới có thể chính thức trở thành tinh sứ giả. Một khi trở thành tinh sứ giả, đó là cơ chế cả đời, cho dù mất tích, chết rồi cũng không thay thế và bổ sung." tinh sứ giả ngày sau đều trở thành cự đầu trong thánh địa, có hy vọng trở thành đại năng cấp giáo chủ. Cho nên, có thể hợp luyện thất thánh thiên công với tinh sứ giả là tạo hóa cỡ nào. Ngươi lại cự tuyệt, mã phân vũ cũng không ngờ rằng, nàng kinh ngạc nhìn lăng hàn, lúc này không biết nên nói cái gì. Ha ha, ta cũng không có ý định tu thất thánh thiên công. Lại có một giọng nói vang lên, hồng thiên bộ, sắc mặt đoan mộc tuyết hơi khó coi, lăng hàn và hồng thiên bộ chính là người thiên phú cao nhất trong đám người, hắn cũng rất xem trọng tại sao lại như thế hắn hừ một tiếng nói thật sự là khôi hài thánh địa truyền pháp cũng không phải cầu các ngươi học hắn nhìn lướt qua những người khác nói còn có ai không muốn học không có người mở miệng cho dù thần thức của bọn họ không bị ảnh hưởng có lẽ cũng khó tránh được dụ hoặc của thất thánh thiên công a à. tốt các ngươi đi xuống trước đi đoan mộc tuyết phất phất tay mọi người nhao nhao rời đi nơi này chỉ còn lại lăng hàn hồng thiên bộ đoan mộc tuyết và mã vũ phân Giang Chính Bình, Giang Chính Bình là phối luyện của Hồng Thiên Bộ. Các ngươi, thật không học, đoan mộc tuyết không còn vẻ mặt ôn hòa, trên mặt hắn còn lộ ra hung quang. Lang Hàn cười một tiếng, không phải đoan mộc tiên sinh vừa mới nói, công không thánh địa cần cầu chúng ta luyện, xin tiễn chúng ta rời đi. Hắn rất muốn tự tay bắt lấy Hồng Thiên Bộ, mang về đế đô. Đoan mộc tuyết cười lạnh, ăn bảo quả của thánh địa chúng ta, nghĩ phủi mông một cái liền rời đi sao. Hồng Thiên Bộ biến sắc, nói, quả nhiên, các người truyền công là có âm mưu, hắn dung hợp con mắt thái cổ hung thú, ý chí cũng rất cường đại, mặc dù thần chí bị ảnh hưởng nhưng còn tốt hơn những người khác. Đoan Mộc Tuyết cười ha ha, nói: "Đương nhiên, chúng ta không phải thiện đường, chuyên môn làm việc tốt. Các ngươi truyền công là có mục đích gì?" Lang Hàn hỏi, "Ngươi không cần biết việc này." Giang Chính Bình mở miệng, Đoan Mộc Tuyết lại cười nói: "Không sao, nói cho hắn biết là được, ngược lại cũng không có khả năng đi ra ngoài." Hắn chính là cường giả sinh đan cảnh cho dù Lăng Hàn là thiên tài thập tinh thì thế nào, hắn dùng một tay là chụp chết. Nếu hắn đã nói như vậy, Giang Chính Bình cũng không tiện tiếp tục phản đối, gương mặt âm trầm, hắn vô cùng bất mãn. Hắn coi trọng tư chất của Hồng Thiên Bộ, nhưng đối phương lại phản đối, muốn tìm người có thiên phú như thế quá khó khăn. Đoan Mộc Tuyết lo lắng nói: "Thất Thánh Thiên Công có thể gia tăng tốc độ tu luyện của các ngươi lên gấp 10 lần là thật, nhưng sẽ dùng tiêu hao sinh mạng các ngươi làm đại giá, cho nên các ngươi chỉ sống tối đa trên 10 năm." Lăng Hàn và Hồng Thiên Bộ đều biến sắc, thánh địa quá âm hiểm. Cho các người chỗ tốt gì? Hồng Thiên Bộ trầm giọng hỏi. Đương nhiên là có, đoan mộc tuyết cười nói. Các người quên chúng ta phối luyện hay sao? Mười năm sau, đạo quả phối luyện của các người bị hấp thu hết, chúng ta có thể một lần hành động xông qua một đại cảnh giới, tiết kiệm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khổ tu. Hắn mẹ nó, thật ác độc, chương 4141, hỏa thiêu thánh địa. Các người thật hung ác, Hồng Thiên Bộ nói đường đường thánh địa lại hèn hạ như thế. Các ngươi chỉ còn hai lựa chọn, thứ nhất, chết ngay bây giờ, thứ hai, tiếp tục sống trên 10 năm, bản tỏa có thể bảo đảm với các ngươi, các ngươi có thể sống 10 năm rất đặc sắc. Đoan Mộc Tuyết nói, đặc sắc em gái ngươi, Lang Hàn nói, ngươi nên lưu cơ hội này cho mình đi, hắc hắc, nếu bản tỏa có thiên tư đủ kinh diễm, ngược lại cũng nguyện ý làm lô đỉnh cống hiến vì thánh địa. Thụy Mộc Tuyết từ tốn nói, đây là một nhiệm vụ vĩ đại, mặc dù chỉ có 10 năm sinh mệnh, nhưng tương lai, tính mạng của các ngươi sẽ đối ứng kéo dài trên thân tinh sứ giả, chấn động toàn bộ tinh không. Đúng là nói chuyện không đau, lại không cần ngươi hy sinh. Lang Hàn cười ha ha, chỉ là thế lực thánh nhân lại như sói giả vẫy đuôi. Không nên quên, các ngươi không còn thánh nhân, nhiều lắm chỉ có vài tên tôn giả tỏa chấn, còn nói cái gì chấn động toàn bộ tinh không, nói chuyện không biết ngược. Lớn mật, Giang chính bình quát lớn, đoan mộc tuyết lại khoát tay áo, nói, người trẻ tuổi, mỗi người đều có vận mệnh cố định, mà vận mệnh của các ngươi chính là trở thành đỉnh lô của thập nhị tinh sứ, thiêu đốt chính mình. Hừ, Hồng Thiên bộ cười lạnh, hắn đạt được một vị hóa linh chân quân thân truyền, hơn nữa vận khí của hắn nghịch thiên, còn dung hợp một con mắt thái cổ hung thú, đạt được vô số bí bảo. Hiện tại một sinh đan cảnh có thể vây được hắn, lang Hàn lại lắc đầu, lão gia hỏa, người có biết người đang gieo hỏa hủy diệt cho thánh địa hay không? Ha ha, ha ha ha, đoan mộc tuyết cười to, gian Chính Bình, Mã Vũ Phân cũng nhếch miệng cười lạnh, một tiểu bối trúc cơ nhau nhỏ lại còn nói muốn hủy diệt thánh địa, không phải chuyện cười lớn nhất trên đời hay sao? Đừng nói thánh địa còn có thánh khí, tứ cực cảnh tôn giả tỏa chấn, cho dù tùy ý xuất động mấy chú đỉnh cảnh cũng có thể dễ dàng oanh sát lăng hàn thành cặn bã. Uy hiếp thánh địa, ha ha, thật không biết hắn lấy đâu ra dũng khí như thế. A, à, người có thủ đoạn gì, cứ xuất ra cho ta xem. Đoan Mộc Tuyết nói, hắn cũng nhàm chán nên mới chiêu chọc tiểu nhân vật như thế hơn nữa nhàn rỗi cũng nhàn rỗi mà. Lăng Hàn cười một tiếng, ngươi thật muốn nhìn, không nên che giấu, xuất ra đi. Đoan Mộc Tuyết thản nhiên nói, sẽ không hối hận, Lăng Hàn lại hỏi, chỉ là miệng lưỡi trơn chu, lười nhác lãng phí thời gian với ngươi. Đoan Mộc Tuyết cười lạnh, hắn vươn tay bắt lấy Lăng Hàn. Cường giả sinh đan cảnh xuất thủ, oanh, khí thế như núi, có thể nghiền ép tất cả. Lăng Hàn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, lần này bảo khí không cần che giấu, hỗn độn khí bao phủ, lôi đình lóe sáng, bảo tháp tỏa ra khí thế chân áp cửu thiên thập địa. Đoan Mộc Tuyết hít khí lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào hỗn độn cực lôi tháp, hai mắt đang phát sáng. Đây là thánh khí, trái tim hắn đập thình thịch, trừ vật liệu thánh cấp, còn có bảo vật gì có thể tỏa ra khí thế như vậy? Không thể trách hắn không có nhãn lực, chỉ là sinh đan cảnh, cho dù sinh ra trong thánh địa nhưng hắn không có khả năng nhìn thấy thánh khí, bởi vì cho dù là thánh khí cũng không thể vạn cổ không hỏng, cho nên vì muốn bảo lưu thánh khí tồn tại lâu dài, bình thường đều sử dụng lực lượng thiên địa tiến hành áp chế, phong ấn, ngăn chặn thánh khí biến chất. Nếu như hắn đạt được vật liệu thánh cấp, hắn sẽ mạnh thế nào? Cho dù qua tay hắn nộp lên cho cao tầng thánh địa, hắn khẳng định sẽ lập đại công, đạt được tài nguyên tu luyện không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói chân ngã cảnh, cho dù là cấp giáo chủ cũng không phải hy vọng xa vời. Ha ha ha, không nghĩ tới trên người ngươi còn cất giấu bảo vật như thế. Đoan Mộc Tuyết cười to, hắn đưa tay muốn bắt Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu tự gây nhiệt không thể sống tâm niệm hắn vừa động tầng thứ 9 hỗn độn cực lôi thác mở ra oanh thiên đạo hỏa đáng sợ hóa thành biển lửa minh mông đây chính là thiên đạo hỏa cho dù rời khỏi hẻm núi hỏa diễm làm giảm uy lực xuống một cấp nhưng nó có thể đốt chết tôn giả hỏa diễm này cường đại thế nào oanh sóng lửa ập tới chỉ trong nháy mắt hỏa diễm đã bao phủ đoan mộc tuyết mã vũ phân cùng giang chính bình a à, không ba người kêu la thảm thiết bọn họ sợ hãi nhưng không được ích lợi gì hỏa diễm quét qua, bọn họ hóa thành cho tàn. Bọn họ đều không cam tâm, nhất là đoan mộc tuyết, hắn chính là cao thủ sinh đan cảnh, chiến lực chân thực có thể miểu sát lăng hàn mấy con phố, nhưng trước mặt thiên đạo hỏa, chiến lực nhỏ yếu của hắn không khác gì cặn bã. Mã Vũ Phân và Giang Chính Bình không cần phải nói, mặc dù bọn họ là tinh sứ giả thế hệ này nhưng cũng chỉ có tu vi trúc cơ cảnh, đối diện với thiên đạo hỏa, bọn họ tính là cái gì? Ngược lại là hồng thiên bộ, người này đúng là bất phàm. Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, thời điểm Thiên Đạo Hỏa bộc phát, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một con mắt, con mắt tỏa ra hào quang và hóa đá Thiên Đạo Hỏa một lúc, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng cũng tranh thủ cho hắn cơ hội chạy trốn. Hắn xé một tấm bùa, sau đó lập tức biến mất trong không gian. Đây là phù binh vạn dặm phù, Lăng Hàn kinh ngạc, xem ra hắn vẫn xem thường Hồng Thiên Bộ, vốn cho rằng đối phương dung hợp con mắt thái cổ hung thú cấp giáo chủ, nhưng hiện tại xem ra, con mắt kia vô cùng khả năng đạt đến cấp tôn giả. Kỳ quái thiên hải tinh không phải tinh thể cấp thấp, nhiều lắm chỉ là trung đẳng, tại sao lại có cự phách như tôn giả. Oanh, thời điểm hắn đang suy nghĩ, thiên đạo hỏa càng lan càng rộng, dường như muốn biến toàn bộ thánh địa thành biển lửa. Thiên đạo hỏa quá kinh khủng, cũng có thể giết cả tôn giả, đoạn đường này nó đốt không sót lại cái gì. Cũng may mắn chính là, nó lan càng xa, tốc độ của thiên đạo hỏa càng chậm, nếu không, thật sự không có người nào may mắn thoát khỏi. Dù là như thế, toàn bộ thánh địa cũng nháo nhác, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Người có thể đi, tiên thụ không thể đi, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, dược viên không may mắn thoát khỏi, bị đốt thành cho tàn. Thừa cơ hội này, hắn lập tức bỏ chạy, lang hàn nói thầm trong lòng, hắn vội vàng phát động chỉ xích thiên nhai chạy trốn. Ai dám làm càn trong thánh địa, một giọng nói đáng sợ vang lên, sau đó một bóng người to lớn xuất hiện trên bầu trời, bóng người ít nhất cũng cao ngàn trượng, dường như lại do hào quang tạo thành, cũng không có cảm giác thực thể. Đó là một vị tôn giả của Kim Nguyên Thánh địa, hắn đang ở đỉnh núi, cho nên khi thiên đạo hỏa lan tràn thì hắn phát hiện muộn, cũng đã mất đi cơ hội xuất thủ ngăn cản. Hắn vô một trường ngăn cản hỏa diễm, đáng tiếc, một trường của hắn như dẫn lửa thiêu thân, chẳng những hỏa diễm không dập tắt, ngược lại càng đốt cả cánh tay của hắn. Oanh, toàn bộ thân thể hắn bốc cháy, thiên đạo hỏa có thể diệt tôn giả. Trời ạ, à, ngay cả nguyên hùng tôn giả cũng không địch lại, chẳng lẽ thánh địa mời thánh binh đột kích sao? Thấy thế, người sống sót trong thánh địa hô to. Ông chính vào lúc này, một tia sáng màu vàng bay ra khỏi đỉnh núi. Sau đó một cây thước màu vàng xuất hiện trên hư không. Nó tỏa ra khí tức khủng bố không gì sánh bằng. Thánh Minh Kim Nguyên Lượng Thiên Sích chương 4142, trở về Kim Nguyên Lượng Thiên Sích Kim Nguyên Thánh Nhân luyện năm xưa là thánh khí chân chính. Cây thước tỏa ra kim quang vô thượng, thiên địa đại thế bị dẫn dắt, lực lượng thiên địa ngưng tụ vô tận và trấn áp thiên đạo hỏa. Nếu như thiên đạo hỏa không bị suy yếu, cho dù là thánh khí cũng không có khả năng chấn áp, bởi vì hỏa diễm có thể thiêu chết cả thánh nhân. Nhưng uy lực thiên đạo hỏa đã suy yếu, cho nên nó không địch lại thánh binh. Thiên đạo hỏa chính là thiên đạo hỏa, mặc dù kim nguyên lượng thiên xích có thể chấn áp nhưng không dễ dàng dập tắt như vậy, chỉ có thể tiêu trừ hỏa diễm từ từ, việc này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, cần mất ít nhất 10 ngày 8 ngày, thậm chí thời gian sẽ dài hơn. Tin tức tốt duy nhất chính là, hỏa diễm sẽ không lan rộng hơn nữa người trong kim nguyên thánh địa phân uất khó hiểu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là thánh địa nhà ai giết tới hay sao? Nếu không, tại sao ngọn lửa có thể đốt chết tôn giả, ngay cả kim nguyên lượng thiên xích cũng phải tốn thời gian dài mới có thể chân áp? Đường đường thánh địa lại bị hỏa diễm thiêu cháy 2 phần 3 khu vực, tạm thời không cách nào thống kê đã chết bao nhiêu người, dược viên không thể di chuyển, tổn thất vô cùng to lớn. Chỉ còn hai chữ thảm trọng, rốt cuộc là thế lực nào, nhất định phải phụ trách, nhất định phải bồi thường mỗi đệ tử thánh địa đều tức giận bọn họ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ tuyệt đối không lăng hàn đã chạy ra khỏi thánh địa hiện tại hỗn loạn như thế có ai đi chú ý tới một tên trúc nhân cơ nho nhỏ hơn nữa hắn đã giải trừ chiến giáp và mặt nạ chiến giáp đã sớm tổn hại nghiêm trọng nên bị hắn ném đi mặt nạ cũng có thể bại lộ thân phận của hắn hắn cũng vứt bỏ hiện tại hắn không phải nghiêu kiếm hoa tham gia kim nguyên quả hội hắn chính là đan sư nhân cấp hạ phẩm lăng hàn hắn tìm được đám người nữ hoàng hắn không nói gì và mang bọn họ rời đi. Sau khi đi vào tòa thành tiếp theo, Lăng Hàn ra ngoài nghe ngóng, hắn nhanh chóng biết được tin tức. Kim Nguyên Thánh địa bị đốt như thế, hai tên tôn giả đi ra ngoài, một tôn giả bế quan đều bị triệu hoán trở về, lại thêm một người tỏa chấn, bốn đại tôn giả đều nổi điên, bọn họ đang tìm kiếm tung tích kẻ tập kích. Ngay từ đầu bọn họ hoài nghi là mấy thánh địa khác làm, nhất là xích hỏa thánh địa, viêm diếm kính của bọn họ có thể phun hỏa diễm, cũng có thể diệt tôn giả, nhưng cẩn thận phân biệt hỏa diễm, bọn họ dễ dàng phát hiện hỏa diễm khác biệt với hỏa diễm của viêm diễm kính. Cho nên việc này không quan hệ với hỏa diễm thánh địa. Bọn họ truy tung đầu nguồn hỏa diễm, cuối cùng phát hiện hỏa diễm bắt đầu từ khu vực tổ chức kim nguyên quả hội, trừ 12 người lúc trước ra, trong đó 10 người đều đi theo 10 tinh sứ giả ra ngoài, chỉ còn hai người lưu lại. Một người là Hồng Thiên Bộ, một người khác tên là Nghiêu Kiếm Hoa. Cho nên, hỏa diễm kinh khủng kia chắc chắn phát ra từ hai người này tìm ra hai người kia kim nguyên thánh địa phát ra lệnh truy nã và treo giải thưởng muốn tìm hồng thiên bộ và nghiêu kiếm hoa hai người kia rất có danh tiếng và lai lịch muốn tìm cũng không khó khăn gì a à, tại sao ngươi lại biến thành nghiêu kiếm hoa rồi tiểu la lị liếm láp kẹo sữa đột nhiên ồ một tiếng ngươi lại hãm hại tên kia lăng hàn cười ha ha nói mò lại thành nói thật nếu xác định việc này không ảnh hưởng đến mình lăng hàn liền quyết định trở về thiên hải tinh Nghe nói Bích Tiêu công chúa không tiến vào hàng ngũ 12 người mạnh nhất liền bị đuổi ra khỏi thánh địa, bản thân tự nghĩ biện pháp trở về. Đầu tiên phải đi tìm Bích Tiêu công chúa, phải cho nàng đi nhờ xe, nếu không, đối phương thật sự không thể trở về Thiên Hải Tinh. Kim Nguyên thánh địa hiện tại bị đốt thê thảm như thế, bọn họ làm gì có tâm tư đưa tiến người ta đi về. A, à, phu quân, đây là nữ nhân ngươi mới thu đúng không? Nữ hoàng hỏi, Na, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, hắn hiên ngang lẫm liệt nói trước kia ta chỉ có một ý nghĩ, đó là phải dẫn các ngươi ra ngoài, ta nào có tâm tư suy nghĩ việc khác. Vậy cũng không nhất định, nữ hoàng thản nhiên nói, phu quân người yêu tú như vậy, rất nhiều nữ nhân sẽ thích người đấy. Công chúa yêu tộc, không thể nào, đúng đấy, phụ thân ưu tú nhất, tam hoa gật đầu, nàng giống như nữ hoàng, đều là người cao ngạo. Được rồi, đừng nịnh bợ, chúng ta nhanh chóng đi tìm người, sau đó trở về. Lăng Hàn nói, với tư cách là thủ phạm, Lăng Hàn vẫn không yên tâm, tự nhiên sớm rời đi mới có cảm giác an toàn. Hắn đi tìm Bích Tiêu công chúa, đối phương đang ở Thất Hư Thành, tất cả người tới tham gia Kim Nguyên Quả hội đều ở nơi này, Kim Nguyên Thánh điện nói, về sau sẽ đưa bọn họ trở về, nhưng lại không nói mất bao lâu. Bởi vậy, Lăng Hàn rất dễ dàng đã tìm được Bích Tiêu công chúa. A, à, hai vị này là Bích Tiêu công chúa nhìn thấy nữ hoàng cùng hổ nữ, nàng lập tức kinh ngạc. Nàng không biết bên cạnh Lăng Hàn lại có hai người như thế. À, đều là thê tử của ta, Lăng Hàn thuận miệng nói. Bích tiêu công chúa lập tức ngây người, người tới tham gia kim nguyên quả hội hay tới tán gái. Hơn nữa còn tán cả hai người, Lăng Hàn cười ha ha, nói. Chúng ta đã sớm thành hôn, con cái và cháu trai đã thành đàn. Hắn nói thật nhưng bích tiêu công chúa sẽ tin tưởng sao? Người xem chính mình một chút, người mới 20 tuổi thôi, còn có cháu trai. Ha ha, bích tiêu công chúa âm thầm lắc đầu, phi, đúng là hoa tâm bại hoại. Sớm biết như thế, chính mình nên sớm ra tay một chút, phải đẩy ngã Lăng Hàn, như thế, nàng chí ít cũng là đại phu nhân. Phi phi phi, nàng đang suy nghĩ lung tung gì thế, nàng mới không thích loại hoa tâm bại hoại như vậy. Bọn họ trở về, phi toa phá không bay đi, cũng bay về hướng Thiên Hải Tinh. Trên đường xuyên qua các tiết điểm cũng phải mất thời gian dài dằng dặc. Lang Hàn cũng không cảm thấy thời gian khổ sở, mặc dù không thể tu luyện nhưng hắn có thể nghiên cứu trận văn, việc này cần tốn không ít thời gian và tinh lực. Trong bất chi bất giác, nửa năm trôi qua, rốt cục phi toa cũng về tới thiên hải tinh. Lăng Hàn lại nghĩ, nếu trên thiên hải tinh có truyền tống trận nối với các tinh thể khác thì tốt rồi, như vậy chỉ cần tiến vào là vượt qua tinh không vô tận, tiến thẳng tới mục tiêu, cùng lắm tiến vào trận pháp vài lần là đủ. Trở lại đế đô, Lăng Hàn đi tìm đám người lâm lạc trước. Không hổ là người có thể tu hành tới đại năng thất trọng trong nguyên thế giới, những thiên tôn thất trọng đều bước vào khai khiếu cảnh, chỉ một năm rưỡi là đạt tới độ cao như thế, cho dù có lăng hàn cung cấp tài nguyên tu luyện trợ giúp, nhưng từ đó vẫn có thể thấy được thiên phú của bọn họ mạnh cỡ nào. So sánh với nhau, bởi vì đám người nữ hoàng đi theo lăng hàn tới huyền nguyệt tinh, thiếu đi thời gian một năm tu luyện, bọn họ hiện tại vẫn là hoán huyết cảnh, vẫn kém hơn người khác không ít. Đáng tiếc là, cho dù là đám người lâm lạc cũng không thể tu ra thất biến, thất cốt, thất phân. Chỉ có một mình lăng hàn làm được, cho nên chỉ có thể nói hắn là dị loại. Có thể đánh vỡ cực hạn ở mỗi cảnh giới, cho dù đặt ở nơi nào cũng là thiên tài trong thiên tài. Sau khi bước vào tiên đồ, từng người trong bọn họ sẽ trở thành thiên tài tứ tinh, thậm chí cao hơn. Không bao lâu sau, đám người lâm lạc, Chu Hằng đều có thể chia sẻ lo âu với Lăng Hàn. Lăng Hàn tạm thời phục hồi tinh lực và tiếp tục nghiên cứu trận pháp. chương 4143, Thiên Hải Tinh Huy Hoàng Được sự giúp đỡ của ngõ Lý, Lăng Hàn nắm giữ trận văn càng lúc càng sâu, tin tưởng không bao lâu nữa đã có thể nắm giữ 100 trận văn, khi đó hắn có thể bày ra trận pháp đầu tiên. Suốt cuộc đại hắc cẩu đã bước vào hoán huyết cảnh, nó phục dụng một viên hóa hình quả, cuối cùng nó cũng có thể mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, nó cũng có thể hóa thành hình người, hiển nhiên nó càng thích hình chó hơn, cho nên luôn duy trì hình thái như vậy. Hơn nữa, nó lại mặc đồ lót sắt, luôn luôn cảm thấy như vậy càng có thể bảo vệ điểm yếu hại của mình. Lăng Hàn lại hoài nghi, có phải kiếp trước của gia hỏa này bị đồng loại đụt khoét cúc hoa hay không, bằng không, tại sao nó thích bảo vệ cúc hoa như vậy? nín chết cầu ra sau khi đại hát cầu có thể mở miệng nói chuyện nó nói chuyện suốt ba ngày cũng nói nhiều đến mức sắc chưa ngất đi trình độ nói chuyện của đại hát cầu cũng tỷ lệ thuận với mức độ đáng ghét của nó lăng hàn giao băng nguyên thạch cho nữ hoàng và hổ nữ đại hát cầu cũng được chia vài viên trợ giúp bọn họ gia tăng tu vi thật nhanh băng nguyên thạch công pháp hầu ca công pháp phụ trợ lại thêm lượng lớn tài nguyên tu luyện tu vi của đám người nữ hoàng gia tăng thật nhanh chỉ qua nửa tháng hai người một chó đã bước vào cực cốt cảnh lại qua 10 ngày sau, bọn họ lại đột phá lần nữa, cùng bước vào minh văn cảnh, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Lăng Hàn cũng phải ngừng cảm ngộ trận văn, cố ý đi ra khuyên bảo bọn họ, không thể đột phá nhanh như vậy, bằng không sẽ gặp vấn đề lớn. Lại qua nửa tháng, Lăng Hàn đã nắm giữ đầy đủ trận văn, có thể tạo dựng trận pháp tiên cấp đầu tiên. Hắn đi rất tùy ý, tốc độ cũng không nhanh, nhìn như có vẻ bình thường nhưng mỗi khi hắn bước một bước Niệm lực sẽ thay đổi thiên địa đại thế, có từng hoa văn mắt thường không thể nhìn thấy tiến vào trong mặt đất. Sau khi hắn đi ba vòng, Lăng Hàn dừng bước, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ. Trận pháp thành, đến đây, đi vào chơi đùa, Lăng Hàn mang theo Sắc Chư, xoát, cũng ném nó vào bên trong. Ép, Sắc Chư kêu thảm thiết, nó dùng ánh mắt thâm thù đại hận nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, hỗn đản này luôn luôn bắt chư đại gia thử trận pháp, hỗn đản. Ba, Sắc Chư rơi xuống. Những hoa văn không thể nhìn thấy trên mặt đất lập tức tỏa sáng, hóa thành 33 cột sáng và tấn công sắc chư. Ếc, 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 sắc chư kêu la thảm thiết, nó vội vàng chạy trốn ra bên ngoài, đáng thương chân nó nhỏ ngắn nên tốc độ không nhanh. Lăng hàn tươi cười hài lòng, đây chính là trận pháp bảo vệ bang nguyên thạch trong sương nguyên bí cảnh, bị hắn cải tiến, không còn là một đạo, ba đạo, chín đạo tiến hành theo chất lượng nữa, mà là trực tiếp đánh ra 36 cột sáng. Trận văn hắn nắm giữ có hạn bởi vậy, 36 cột sáng đã là cực hạn. Còn nữa, hắn chỉ sử dụng niệm lực cải biến thiên địa thế trong thời gian ngắn ngủi, thời gian trận pháp tồn tại có hạn, thiên địa đại thế sẽ khôi phục bình thường thật nhanh, trận pháp cũng không còn tồn tại. Muốn trận pháp tồn tại lâu dài, hắn nhất định phải dùng đến trận cơ. Nếu đã chứng minh trận pháp có thể thực hiện được, như vậy ta liền bắt đầu chế tác trận cơ. Lăng Hàn gật đầu, sau đó hắn cảm thấy ống quần bị kéo lại, Lăng Hàn cúi đầu nhìn xuống, hắn nhìn thấy sắc chưa đang cắn quần hắn, trên mặt còn mang theo thâm thù đại hận. Không nên nhỏ mọn như vậy, người da dày thịt thô, cũng không có gì mà. Lang Hàn cười nói, không có việc gì cái đầu ngươi, rất đau đấy hỗn đản. Sắc chư không chịu nhả ra, nó cứ cắn như thế. Ngươi thích cắn thì cắn đi, Lang Hàn cất bước rời đi, tiếp tục làm chuyện của mình. Lang Hàn, Lang Hàn, giọng nói của hiên viên định quốc truyền đến, đối phương vội vàng lao tới gặp hắn. Tin tức lớn, tin tức lớn, thật sự là tin tức quan trọng. Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Là tin tức lớn gì lại làm ngươi gấp thành như thế?" Hiên Viên Định Quốc thở hổn hển vài lần tức, hắn vừa muốn nói chuyện, lại sững sờ chỉ vào sắc chư, nói: "Tại sao con heo này cắn ống quần của ngươi?" "Không có việc gì, không cần để ý đến." Lăng Hàn cười nói, hắn đi hai bước và ngồi xuống. Hiên Viên Định Quốc vẫn nhìn chằm chằm như thế, luôn cảm thấy con heo treo trên ống quần Lăng Hàn rất buồn cười. "Thật thú vị." Hắn vẫn nhìn không rời mắt, "Hiên Viên tin tức lớn gì, Lang Hàn hỏi. Nha, Huyên Viên Định Quốc lắc đầu, hắn cố rời mắt sang chỗ khác, nói, người cũng đã biết, kỳ thật Thiên Hải Tinh chúng ta rất ghê gớm, rất khó lường. Như thế nào cái khó lường? Lang Hàn cười nói, nơi này của chúng ta từng xuất hiện Thánh Nhân. hiên Viên Định Quốc nói, sau đó chờ mong vẻ mặt chấn kinh của Lang Hàn. Hắn lại thất vọng, Lang Hàn không kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy khó hiểu. Lang Hàn thật sự không hiểu nổi, nếu như Thiên Hải Tinh từng xuất hiện Thánh Nhân như vậy phẩm giai của nó còn cao hơn Nguyệt Hoa Tinh hay sao? Nhưng vì cái gì Thanh Long Hoàng Triều lúc trước lại phân đất phong hầu thiên hải tinh cho tổ tiên Trần Gia? Có chuyện tốt như vậy sao? Tại sao ngươi biết tin này? Lăng Hàn hỏi, hiên viên định quốc lộ ra vẻ thần bí. Ngươi đoán, Lăng Hàn chỉ nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Vẻ mặt hiên viên định quốc tràn ngập ai oán, ngươi đoán một chút sẽ mất khối thịt nào sao? Hắn thở dài, nói, hiện tại đã xảy ra chuyện xôn xao, chỉ có ngươi không xuất hiện nên không biết tin tức. Tin tức như vậy làm sao có thể vô duyên vô cớ lộ ra ngoài chứ, luôn có người nói ra trước. Lăng Hàn cười nói, hiên viên định quốc gật đầu, nói, là tứ đại tông môn, hiện tại trên thiên hải tinh có rất nhiều thế lực, có đủ khả năng gọi là tứ đại tông môn, như vậy cũng chỉ có bốn tông môn thái cổ tông, cửu linh tông có cường giả hóa linh cảnh trèo trống. Lăng Hàn A một tiếng, nói, chỉ như vậy cũng gọi là tin tức lớn, hiên viên định quốc nói, người không biết lúc trước thiên hải tinh chúng ta chính là tinh cầu lớn, đã dựng dục ra thánh nhân, gọi là cổ dương thánh nhân, thực lực của hắn vô cùng cường đại, lật tay có thể diệt tinh cầu, cũng xếp hạng đầu trong tinh không. Nhớ ngày đó, rất nhiều thiên tài ở các nơi trong tinh không tới đây muốn bái làm môn hạ của cổ dương thánh nhân, vô số cường giả xuyên qua tinh không vì lắng nghe cổ dương thánh nhân truyền đạo. Ngừng ngừng ngừng, lang hàn vội vàng khoát tay, nói, nói điểm chính, trọng điểm là, hiên viên định quốc mắt nhìn sắc chư, luôn cảm thấy hình tượng này tràn ngập ma tính hắn không tự chủ nhìn sang nhưng không biết bao nhiêu vạn năm trước đã phát sinh một chuyện lớn hắn không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói lại nói không biết vì sao năm đó đột nhiên xuất hiện vô số cường giả muốn xâm chiếm thiên hải tinh kết quả cổ dương thánh nhân xuất lĩnh võ giả thiên hải tinh kịch chiến với đối thủ đến cuối cùng những cường giả xâm lấn bị tiêu diệt cổ dương thánh nhân cũng vẫn lạc cường giả thiên hải tinh cũng chết sạch nghe nói đại chiến cực kỳ tàn khốc cũng đánh nổ thiên hải tinh, cho nên thiên hải tinh chúng ta mới từ tinh cầu lớn biến thành tinh cầu phổ thông. Thiên hải tinh hiện tại chẳng qua chỉ là một mảnh vỡ của tinh cầu lúc trước mà thôi. Ai, người nói nếu không có cường giả đột nhiên xâm lấn, chúng ta có thánh nhân bảo bọc, chẳng phải sẽ cực kỳ uy phong. chương 4144, Thánh nhân truyền thừa. Lăng Hàn vỗ vai hiên viên định quốc, thực tế một chút, nhưng chỉ có như thế cũng xứng gọi là tin tức lớn hay sao. Chỉ có thể nói thiên hải tinh có lịch sử huy hoàng mà thôi hiên viên định quốc liếc mắt nhìn hắn ngươi thật nóng vội không thể chờ ta nói xong hay sao lang hàn giơ hai tay lên được 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 ngươi nói đi ta không xen vào hiên viên định quốc lại nói thiên hải tinh chúng ta đã từng xuất hiện thánh nhân đương nhiên cũng có thánh nhân truyền thừa lúc này lang hàn mới xem trọng hơn vài phần hiện tại có tung tích thánh nhân truyền thừa ngươi nhìn ngươi đi mới vừa rồi còn nói không xen vào tại sao lại xen vào hiên viên định quốc nói lang hàn im lặng Người nói như vậy sẽ bị đánh đấy, có biết không? Đại chiến lúc trước biến tinh vực chung quanh thành tử tinh, cho dù kết thúc mấy vạn năm nhưng không có người tiến vào, bằng không sẽ bị năng lượng hỗn loạn rào sát. Hiên viên định quốc còn nói, thời điểm năng lượng hỗn loạn hơi biến mất một ít, liền có đại năng tiến vào tìm kiếm thánh nhân truyền thừa, nhưng từ đầu tới cuối lại không nhìn thấy. Đã tìm mấy vạn năm không có kết quả, mọi người liền cho rằng thánh nhân truyền thừa đã hủy diệt trong đại chiến. Từ nay về sau, thiên hải tinh biến thành tinh cầu nhỏ, không có người đặt nó trong lòng. Hiên Viên Định Quốc dừng một chút, lại nói, cho tới bây giờ, hiện tại làm sao?" Lam Hàn hỏi một câu. "Hiện tại?" Hắc hắc, Hiên Viên Định Quốc lại cố ý kéo dài không nói, sau một lúc lại lên tiếng. "Không phải Thiên Hải Tinh chúng ta trở thành lồng giam sao?" Người như Thái Cổ Chân Quân, Cửu Linh Chân Quân bị nhốt suốt mấy ngàn năm, cả ngày không có việc gì cho nên nghiên cứu rất nhiều, thế là phát hiện một ít tư liệu thời kỳ viễn cổ. Đó là mấy khối bia đá ghi lại truyền thừa của Cổ Dương Thánh nhân. Nghe nói, Cổ Dương Thánh nhân vẫn không tìm ra truyền nhân thích hợp, lại lo lắng thọ nguyên đến và đạo pháp của mình thất truyền, hắn liền bố trí bí cảnh khảo nghiệm hậu nhân. Chỉ cần thông qua bí cảnh khảo nghiệm, như vậy có thể đạt được thánh nhân truyền thừa. Hiên Viên Định Quốc tràn ngập hâm mộ, nếu có thể được thánh nhân truyền thừa, hóa linh chân quân tính là cái gì, một tay của ta cũng có thể chụp chết. Lăng Hàn cười cười, cũng không đả kích hắn, cho dù đạt được thánh nhân truyền thừa có thể tu luyện tới độ cao như thế nào cũng phải xem thiên phú, nếu không, chẳng phải thánh địa sẽ có tôn giả đi đầy đất, giáo chủ nhiều như chó. Thánh nhân truyền thừa thật sự có thể giúp võ giả một bước lên trời, nhưng nếu như võ giả đạt tới chú đỉnh là cực hạt, như vậy bây giờ nhiều lắm chỉ có thể đạt tới sinh đan, không có khả năng đột phá cao hơn. Hiên viên định quốc đến nay còn chưa đạt tới tầm bí cảnh, chỉ có thể nói thiên phú của hắn rất bình thường, ngày sau có thể phóng qua tiên môn đã là cực hạt, muốn một bàn tay chụp chết hóa linh chân quân, đây chỉ là suy nghĩ hảo huyền của hắn hiện tại tứ đại chân quân đang tìm kiếm bí cảnh đó hiên viên định quốc nói nghe nói trong mấy vạn năm trước bí cảnh đó từng mở ra nhưng không có người nào thông qua khảo nghiệm mà bây giờ thời gian mở bí cảnh đã rất gần ta nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này một bước lên trời hiên viên định quốc vỗ vai lăng hàn nói về sau ta sẽ bảo kê ngươi lăng hàn không khỏi cười to gật đầu tốt nội tâm hắn hơi động Mặc dù hắn hiện tại có thể tu luyện đại nhật liên hoa quyết, nhưng đó chỉ là ban thưởng sau khi thông qua 9 tầng hắc thiết tháp, nó có thể tốt hay sao? Nếu có thể đạt được một môn tâm pháp thánh nhân, như vậy tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên vài cấp độ. Người xem, đã hơn một năm qua, hắn vẫn kẹt ở giai đoạn trúc nhân cơ không tiến bộ, công pháp thật sự quá kém. Việc này có nguyên nhân khác, ví dụ như hắn phải vượt qua tinh không trong thời gian một năm, hắn cũng không thể tu luyện. Lăng Hàn âm thầm quyết định, nếu như bí cảnh mở ra hắn nhất định phải đi vào ta đoán bí cảnh nằm trong phạm vi huyền bắc quốc nếu không tứ đại hóa linh chân quân tự mình đi tìm rồi cần gì lan truyền tin tức ra ngoài khẳng định là muốn bệ hạ phối hợp hiên viên định quốc nói lang hàn cũng cảm thấy đúng thế nếu không tứ đại hóa linh chân quân im ỉm phát tài là đủ bằng không đám người thái cổ chân quân trốn ra khỏi lồng giam lại không tránh né thanh long hoàng triều đuổi bắt bọn họ vẫn còn lưu lại nơi này làm gì còn không phải vì truyền thừa của cổ dương thánh nhân, phi thường có khả năng, vì thánh nhân truyền thừa, bốc lên nguy hiểm cũng đáng giá, nói không chừng bọn họ sẽ có cơ hội trở thành thánh nhân, đến lúc đó lại đi tìm thanh long hoàng triều báo thù cũng là việc rất nhỏ. Cho dù không thành thánh nhân, bọn họ cũng có thể tiến thêm một bước, trở thành đại năng cấp giáo chủ, khi đó thiên địa to lớn, bọn họ đi đâu mà không được. Lăng Hàn muốn luyện chế thanh mộc bổ linh đan, nhưng hắn không thấy tìm thấy hồ thanh mộc, thứ này nằm trong tay thế lực hóa linh cảnh, hắn không thể mua được. Hiện tại thiên hải tinh đang thời kỳ phát triển, thị trường không kiện toàn, chỉ sợ đan sư ngoài tiên đồ cũng chỉ có một mình lăng hàn mà thôi, trong tình thế như vậy, dược liệu tiên cấp có thể lưu thông ra ngoài hay sao? Lăng hàn lại có suy nghĩ rời khỏi thiên hải tinh, ở chỗ này, thực lực đan đạo của hắn không có tiến bộ. Nhưng hắn còn phải chờ bí cảnh mở ra mới được, không qua bao lâu, lăng hàn đang nghiên cứu trận pháp, đột nhiên nội tâm rung động mạnh, hắn mở cửa nhìn ra phương xa, nhìn thấy một đạo quang trụ phóng lên bầu trời, nó còn sáng hơn cả mặt trời. Một lát sau, cột sáng biến mất, qua một giờ sau, cột sáng lại xuất hiện, dường như nó đang phát ra tín hiệu. Liên quan tới quang trụ kia, có rất nhiều phiên bản đồn đãi. Có nói sắp có bảo khí xuất thế, có người cho rằng, có đại năng luyện chế tiên đan, từ đó tiên quang ngập trời có người nói là tiên thiên thần thể xuất thế, mỗi loại cách đều có không ít người tin tưởng. Nhưng cuối cùng những việc này bị chứng minh là lời đồn, đây là một bí cảnh sắp sửa xuất thế trong bí cảnh này có truyền thừa của cổ dương thánh nhân yểm nguyệt bí cảnh lang hàn mang theo đám người nữ hoàng chạy tới khu vực bộc phát ánh sáng đó là một nơi thường thường không có gì lạ là một hoang nguyên ngẫu nhiên mới có vài cọng cỏ dại sinh trưởng nơi đây rất ít sinh cơ nhưng cách mỗi một giờ sẽ có cột sáng thô to phóng lên trời chiếu thẳng vào sâu trong tinh không bí cảnh đâu nó vẫn chưa chính thức mở ra cho nên không tìm thấy cửa vào Lăng Hàn ở lại gần đó, chờ sau khi bí cảnh mở ra, hắn sẽ tiến vào trước tiên. Trong mấy ngày kế tiếp lại có gió nổi mây phun, bởi vì bí cảnh này nằm trong Huyền Bắc Quốc, đám người Thái Cổ Chân Quân sẽ không trơ mắt nhìn, ai cũng mang theo lượng lớn cường giả tiến tới tạo áp lực lên Trần Phong Viêm, hiển nhiên, chỉ cần bí cảnh mở ra, bọn họ sẽ xâm nhập vào trong. Không chỉ như vậy, từng góc trên thiên hải tinh xuất hiện hào quang truyền tống trận, có không ít thiên tài trẻ tuổi tràn vào các thiên tài trẻ tuổi mang theo thư do đại năng cấp giáo chủ tự viết, hy vọng Trần Phong Viêm, các thái cổ chân quân bán cho bọn họ mặt mũi, cho phép những người trẻ tuổi kia tiến vào yểm nguyệt bí cảnh. chương 4145, phiên trợ cỡ nhỏ. Tại sao lại kinh động nhiều người đến từ bên ngoài như thế? Hóa ra cột sáng bí cảnh chiếu vào tinh không, các tinh vực ở gần đó đều nhìn thấy rõ ràng, các đại năng suy tính một phen, phát hiện lại yểm nguyệt bí cảnh mở ra lần nữa, bọn họ lập tức mở truyền tống trận và đưa hậu nhân vào thiên hải tinh. Bởi vì thiên hải tinh thời kỳ viễn cổ là một tinh cầu lớn, cho nên nơi này có không ít truyền tống trận vượt qua tinh vực, về sau thiên hải tinh giải thể, đẳng cấp rất xuống ngàn trược, cho nên sẽ không có ai truyền tống tới đây. Hơn nữa mỗi lần truyền tống cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, cho dù là thánh địa cũng đau đớn. Nhưng lần này khác biệt, yểm nguyệt bí cảnh quan hệ trực tiếp đến một vị thánh nhân truyền thừa, cho dù là thế lực hóa linh cảnh cũng cắn răng truyền tống hậu bối của mình tới hiểu rõ về yểm nguyệt bí cảnh ngược lại những người bên ngoài biết được càng nhiều bí cảnh cách vạn năm mở ra một lần điều kiện tiến vào chính là trúc cơ thực lực vượt qua chú đỉnh tiến vào thì tu vi cũng giảm xuống còn trúc cơ vạn năm trước kỳ thật yểm nguyệt bí cảnh đã mở ra một lần nhưng lần đó không ai tìm được thánh nhân truyền thừa lần này yểm nguyệt bí cảnh sắp mở ra bởi vậy những thế lực biết sự tồn tại của yểm nguyệt bí cảnh đều đưa hậu bối tới tranh đoạt cơ duyên thánh nhân truyền thừa đấy có ai không động tâm nhưng mà bởi vì truyền tống người tu vi càng cao cần trả cái giá càng lớn, ngược lại nhân vật cấp độ chú đỉnh trở lên tiến vào bí cảnh sẽ bị suy yếu tu vi, đại nhân vật tới làm gì? Cho nên, bọn họ chỉ đưa tiểu bối tới, cũng mang theo thư, cho dù người nào cầm quyền trên Thiên Hải Tinh cũng không dám không nể mặt bọn họ. Nếu thật chọc giận bọn họ, không tiếc trả giá lớn truyền tống tới nơi này, chẳng phải Thiên Hải Tinh sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt hay sao? Thiên Hải Tinh khôi phục, rất nhiều hậu bối thiên tài đã tới nơi này ví dụ như đám người như kiếm hoa, bọn họ muốn thu hoạch thần thạch trúc cơ đỉnh cấp, cướp đoạt cơ duyên. Nhưng so sánh ra, đám người lúc trước chỉ là hàng. Phổ thông, thiên tài đại giáo chân chính sẽ thiếu đồ vật này hay sao? Cho nên, lần này liên lụy tới thánh nhân truyền thừa, rốt cục cũng có thiên tài chân chính đến đây. Nghe nói, lần này thiên tài tới thực sự phi phàm, không thiếu thiên tài tam tinh, nghe nói còn có thiên tài tứ tinh, bọn họ hết sức kinh người. Bởi vì yêu cầu cơ bản khi tiến vào bí cảnh là trúc cơ, lăng hàn lưu đám người nữ hoàng, hổ nữ ở lại đế đô, nơi này là đại bản doanh huyền Bắc Quốc cho nên sẽ không ai dám tới làm loạn, cũng tương đối an toàn. Thời điểm lăng hàn trở về, bên cạnh hắn chỉ có một mình bích tiêu công chúa cùng lục hoa. Bích tiêu công chúa bước vào trúc cơ, cho nên nàng có tư cách tiến vào yểm nguyệt bí cảnh, lục hoa có ẩn thân thuật diệu dụng vô cùng, cho nên bị lăng hàn lưu lại, sáu tiểu hoa nhi khác lưu lại đế đô bảo vệ đám người nữ hoàng. Đường Vân Nhi cũng lưu lại Đế đô, nàng đã bị mị lực của nữ hoàng chinh phục, mỗi ngày như cái đuôi bám theo nữ hoàng. Nếu nữ hoàng không đi, nàng sẽ không thèm để ý tới Lăng Hàn. Lại nói, nàng cũng không thể tiến vào bí cảnh. Tất cả mọi người đang chờ đợi, nếu bí cảnh phát sáng, nói rõ thời gian mở ra đã gần. Có ít người vô cùng điệu thấp, bọn họ đang chờ đợi trong bóng tối. Cũng có người vô cùng phách lối, bọn họ sinh ra trên tinh thể cao cấp, phía sau có cấp giáo chủ tỏa chấn, đó là đại năng vô cùng cường đại chỉ tới một tinh thể lạc hậu mà thôi, bọn họ không cần thu liếm làm gì. Ai dám động đến bọn họ, ai dám trị bọn họ, không sợ đại lão sau lưng bọn họ truyền tống tới san bằng thiên hải tinh thành bình địa hay sao. Mấy ngày nay, chuyện đánh nhau diễn ra liên tiếp, cũng có thiên tài khéo léo tổ chức yến hội, giao lưu kết giao nhân mạch, cũng làm chuẩn bị khi tiến vào bí cảnh. Mặc dù Lăng Hàn là đệ nhất thiên tài của thế lực bản thổ nhưng không có ai để ý tới hắn. Trên tinh cầu lạc hậu này, có thiên tài gì đáng kể chứ? ngay cả người mạnh nhất cũng chỉ là hóa linh cảnh mà thôi các thiên tài đến từ bên ngoài xem ra thánh nhân truyền thừa bên trong yểm nguyệt bí cảnh là chuẩn bị cho bọn họ chỉ cần bọn họ đi vào cứ duỗi tay là đạt được thánh nhân truyền thừa nhưng đi ra khỏi bí cảnh mới là việc khó bởi vì không có thế lực nào sẽ cho kẻ khác dễ dàng đạt được thánh nhân truyền thừa khẳng định sẽ phát động đại chiến rất nhiều người tụ tập tại đây bởi vậy nơi này tập trung rất nhiều lều vải còn có người khoa trương hơn bọn họ chuẩn bị tiểu viện trong pháp khí không gian sau khi tới đây liền ném ra, nhiễm nhiên trở thành người bản xứ. Có rất nhiều người xuất hiện tại đây, cho dù là thiên tài cũng có người chăm chỉ, cũng có người tùy ý, có người thanh tâm quả dục, cũng có sắc dục mê tâm. Không phải sao, gần đây luôn có việc nữ nhân bị sàm sỡ hoặc bị cưỡng gian, việc này huyên náo lòng người bàng hoàng, rất nhiều nữ nhân không dám đi ra ngoài. Người càng nhiều, nơi này tạo thành phiên chợ nhỏ dù sao mỗi tinh thể đều có đặc sản, rất ít bán ra vượt qua tinh cầu, lần này chính là cơ hội rất tốt. Lăng Hàn và Bích Tiêu công chúa cảm thấy vô cùng hứng thú, liền dẫn Lục Hoa đi xem náo nhiệt. Đồ vật rất nhiều, hơn nữa cũng có không ít đồ tốt, đáng tiếc, đều cần lấy đạo thạch tiến hành giao dịch, không có người nào thu ngọc tử. Trên thân Lăng Hàn chỉ có ba khối đạo thạch, nhưng vật liệu cấp bậc nhất tinh nhị tinh cũng không phải ít, bởi vì hắn đánh cướp quá nhiều người, thu hoạch cũng không ít. Hắn cũng bày ra một sạp hàng, Bích Tiêu công chúa lại kéo khách, một đại mỹ nữ luôn có thể thu dẫn ánh mắt người ta. Quả nhiên, không ngừng có người tới, sau khi nhìn thấy nữ nữ phần lớn người cũng sẽ thuận tiện nhìn sạp hàng của nàng nhìn chúng tự nhiên sẽ xuất thủ kỳ thật bán tốt nhất chính là ngân long ngư loại bảo vật này chuyên thuộc về thánh địa nhưng hắn chỉ có một ít ngân long ngư lang hàn sẽ không lấy ra hắn còn không phân đủ cho người nhà đấy bán tới buổi trưa đạo thạch trong tay lang hàn đạt tới mấy trăm hắn quyết định thu quán cũng đi tìm kiếm hồ thanh mộc lúc đó có thể luyện ra thanh mộc bổ linh đan lại phối hợp với ngân long ngư tu vi tiến cảnh của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Đi lòng vòng, hắn thật sự tìm được thanh hồ mộc, số năm rất đủ, một cái bán 30 đạo thạch, nhưng mỗi lần luyện đan chỉ cần một phần 10, có thể luyện rất nhiều lần. Bằng hữu người mua thanh hồ mộc là vì luyện chế thanh mộc bổ linh đan sao? Chủ quán hỏi, ừm, Lăng Hàn gật đầu, chủ quán ngạc nhiên hỏi, người biết luyện đan, hiểu sơ, lang Hàn rất khiêm tốn, vậy người luyện ra thanh mộc bổ linh đan, có thể bán cho ta vài viên hay không? Cái kia chủ quán nói, làm hồi báo, ta có thể bán cho người thanh hồ một số năm cao hơn. Ánh mắt lăng hàn sáng lên, đương nhiên hắn tràn ngập lòng tin vào năng lực của mình, nếu có lượng lớn thanh hồ một cung ứng, sai khi người bên cạnh hắn tiến vào tiên đồ, tốc độ tu luyện sẽ bảo đảm không chậm lại. Một lời đã định, lăng hàn giao đi đạo thạch, đang muốn dẫn bích tiêu công chúa rời đi, lại nhìn sang hai bên, hắn không nhìn thấy công chúa yêu tộc ở đâu cả. a à, người đâu, hắn cảm thấy kỳ quái. Phụ thân, Công chúa hầu tử qua bên kia, nói bên kia có người bán một khối đá rất kỳ quái, nàng đi xem một chút. Lục Hoa nói, công chúa hầu tử, lang hàn bực mình vừa buồn cười, bảy tiểu Hoa Nhi đặt ngoại hiệu cho bích tiêu công chúa từ khi nào. Hắn ôm lấy lục Hoa và đi về phía bích tiêu công chúa, nàng cách hắn không xa. Còn chưa chờ hắn tới gần đã nghe thấy tiếng ồn ào. chương 4146, Hậu Khánh Bạch. Cút ngay, bích tiêu công chúa quát lớn, mỹ nữ thật cay, nhưng bản thiếu thích. Một giọng nói nam tử vang lên, hắn nói chuyện rất vô lại. "Mỹ nữ, về sau theo bản thiếu, muốn cái gì, bản thiếu sẽ mua cho ngươi. Ta đã nói ngươi cút ngay." Bích Tiêu công chúa quát lên lần nữa, trong giọng nói mang theo tức giận rất lớn. "A, à, mặt mũi trắng nón, đến đây, để ca ca sờ một chút." Nam tử kia lại nói. Oanh, âm thanh chiến đấu vang lên, sóng năng lượng ập tới. Lăng Hàn nhìn sang, có người đang đùa giỡn Bích Tiêu công chúa. Mặc dù hắn không có ý tưởng gì với công chúa yêu tộc nhưng không có đạo lý nhìn nàng bị người ta khi dễ. Ha ha, quả nhiên là một đóa hoa hồng có gai, ca ca thích. Dê sồm, lăng hàn đi tới, nhìn thấy bích tiêu công chúa đang đại chiến với một tên nam tử áo xanh, nam tử kia nhìn sơ qua chừng 25-26 tuổi, biểu lộ cà lơ phất phơ, xuất thủ càng bị ổi, chuyên rũi móng về vào mặt, ngực và đùi của bích tiêu công chúa. Việc này làm bích tiêu công chúa phi thường kiêng kỵ, cho dù nàng có thể đánh chết đối phương cũng không muốn bị đối phương chạm vào người mình. Nàng chỉ có thể kéo dài khoảng cách, sử dụng kinh lực oanh kích, nhưng nam tử áo xanh lại từng bước ép sát, chiêu chiêu hạ lưu, bích tiêu công chúa giận dữ mắng mỏ nhưng lại không thể làm gì. Điều này nói rõ, mặc dù nam tử áo xanh vô sỉ nhưng thực lực lại rất mạnh, nếu không cũng không có khả năng ép bích tiêu công chúa chật vật như vậy. Hiện tại có một đám thế lực bên ngoài tới mưu đoạt thánh nhân truyền thừa, đừng nói thế lực cấp giáo chủ, cấp tôn giả, cho dù là truyền nhân thánh địa cũng sẽ động tâm, có thể nắm giữ hai môn tuyệt học thánh nhân sẽ mạnh hơn chỉ biết một môn đúng không? Cho nên, thực lực đám người tới nơi này mạnh hơn lần trước rất nhiều, cho dù là cảnh giới hay thiên phú. Lăng Hàn không nhìn được, hắn nhảy tới cắt vào giữa bích tiêu công chúa và nam tử áo xanh. Cút ngay, nam tử áo xanh cao mày, trên mặt lộ ra căm ghét, tay phải hóa trưởng tấn công Lăng Hàn, oanh, lại có trang lên giữa phố, dị tượng chiếu sáng nơi đây. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn vội vàng phát động yêu hầu quyền trọi cứng với đối phương oanh sắc mặt nam tử áo xanh thay đổi hắn không ngừng lui về phía sau khi đã lui lại chín bước lúc này hắn mới có thể đứng vững gương mặt hắn đã đỏ bừng sau đó hắn lại phun ra một ngụm máu tươi a à, hậu khánh bạch lại bị người ta đả thương bên cạnh có người kêu lớn hậu khánh bạch chính là thiên tài nhị tinh trúc thiên cơ người có thể đánh bại hắn có lẽ là trúc cực cơ nha người kia hẳn là thổ dân thiên hải tinh ta gần đây có xem qua tin tức của hắn dường như tên hắn là Lăng Hàn, còn có một thiên tài khác tên là Hồng Thiên Bộ, hai tên này hợp xưng đế đô song kiêu. Đế đô song kiêu, ha ha, thật sự buồn cười, chỉ là thổ dân cũng dám khoác lác như thế. Không nên quên, hậu khánh bạch bị hắn đánh bại, đại khái là thiên tài nhất tinh trúc cực cơ, có thể đánh bại hậu khánh bạch cũng không kỳ quái. Đám người vốn không đặt trong lòng, tất cả đều là người biết hàng, nhưng hậu khánh bạch lại bị một tên thổ dân đánh bại cho nên mới hấp dẫn mọi người chú ý, cũng xuống lại xem thế nào. À, khí tức sinh mệnh của đối phương không mạnh, có người thử dò xét sinh mệnh ba động trên người lăng hàn, hắn lập tức hoảng hốt. Dường như chỉ là trúc nhân cơ, ha ha, sao lại có thể như thế đây? Một trúc nhân cơ đánh bại thiên tài nhị tinh trúc thiên cơ, hắn phải có chiến lược thế nào? Dù thế nào cũng là tứ tinh, tứ tinh, tinh thể này lạc hậu như thế, có khả năng sao? Xác thực không có khả năng, tất cả mọi người lắc đầu, bọn họ vô cùng xem thường thiên hải tinh đương nhiên sẽ không tin tưởng Lăng Hàn là thiên tài tứ tinh, giống như có người nói thánh nhân sinh ra trên một tinh cầu nhỏ. Chuyện cười lớn, hậu khánh bạch vỗ ngực một lúc, cũng ổn định khó chịu trong lòng, đôi mắt hắn sáng rực nhìn chầm chầm vào mặt Lăng Hàn. Ngươi dám quản chuyện của bản thiếu, còn dám đả thương bản thiếu, ngươi chán sống rồi. Lăng Hàn chắp tay sau lưng, hắn thản nhiên nói, quỳ xuống. Xin lỗi bằng hữu của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ha ha, hậu khánh bạch bật cười, thật sự quá hoang đường, một tên thổ dân lại dám bảo mình quỳ xuống xin lỗi Tiểu bạch kiểm, người không biết bản thiếu là ai đúng không Hậu Khánh bạch cười lạnh, hắn cũng không ngốc Trước khi đùa dẫn Bích Tiêu công chúa, hắn đã điều tra thân phận của nàng Dù sao nơi này vô cùng khả năng có thánh nữ thánh địa Công chúa Hoàng Triều, hắn trêu chọc bọn họ chính là tự tìm đường chết Sau khi biết Bích Tiêu công chúa chính là thổ dân, nàng có bối cảnh gì chứ Lúc này hắn mới không kiêng nể gì cả, xem Bích Tiêu công chúa như món ăn trong mâm của mình nhưng ai ngờ lại có một tên thổ dân nhảy ra, lại dám phá hư chuyện tốt của hắn, đả thương hắn trước mặt mọi người. Không thể nhịn, bản thiếu là Hậu Khánh Bạch, gia phụ chính là Hoan Lâm giáo giáo chủ Hậu Long Sinh, đại năng tiểu thừa cảnh. Hắn cao ngạo nói một câu, tiểu thừa cảnh là tu vi gì? Đại năng cấp giáo chủ, chỉ cần xuất động tồn tại như thế là có thể quét ngang thiên hải tinh, một người trấn áp một tinh thể. Đừng trách bản thiếu ra không cho ngươi cơ hội sống sót. Hậu Khánh Bạch từ tốn nói, ngươi quỳ xuống, quỳ dập đầu trước bản thiếu 100 lần, bản thiếu sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Chuyện này gọi là lấy đạo của người trả lại cho ngươi, người muốn ta quỳ xuống. Ha ha, ta sẽ làm ngươi quỳ gãy cả xương cốt. Nghe hậu Khánh Bạch nói như vậy, đám người xung quanh cười lạnh. Bọn họ không quản đúng sai, cùng là người đến từ bên ngoài, bọn họ tự nhiên sẽ đứng về phía hậu Khánh Bạch, người nào cũng xem thường thổ dân như lăng hàn. Người xem, người mạnh nhất cũng chỉ là hóa linh cảnh, yếu gần chết, bọn họ làm sao xem trọng ngươi. Yếu thì bị đánh, sẽ bị ức hiếp, đây là thiết luật của giới tu luyện. Không có người nào đồng tình với kẻ yếu, cường giả muốn làm gì thì làm. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta đếm đến người, nếu ngươi không quỳ, ta sẽ giết ngươi. Giọng nói của hắn rất bình thản, giống như đang nói chuyện vô cùng bình thường. Sắc mặt hậu khánh bạch thay đổi vài lần, Lăng Hàn lại dám không bán mặt mũi cho mình. Hắn đã lộ ra thân phận của mình, ghê tởm ngươi đang tìm chết đúng không hậu khánh bạch cười lạnh hắn điểm vào ngực một cái một tia sáng xuất hiện và dán chặt vào thân thể hắn trên người hắn đã xuất hiện một bộ chiến giáp màu xanh đây chính là tường vân chiến giáp có thể gia tăng chiến lược một tinh hắn cao ngạo nói một câu lúc trước bị đánh trúng hắn biết lăng hàn mạnh hơn hắn nhưng không có khả năng tranh lệch một tinh một hai ba lăng hàn bắt đầu đếm số hậu khánh bạch tức điên Lăng Hàn đếm số, đối phương làm như vậy đã không đặt hắn vào mắt. Tên thổ dân kia dám làm như vậy, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn, ném huyết nhục của ngươi cho chó ăn. Hắn cắn răng nói một câu, "6, 7, 8." Lăng Hàn tiếp tục đếm số, mọi người đều bật cười, thổ dân này rất có cá tính, hắn cũng rất to gan. Lần này có trò hay để xem rồi. Chương 4147, rời bước thành trận. Thú vị, cách đó không xa, một tên thanh niên phong thần tuấn lãng đi tới. Không phi dực, người thấy thế nào? Thanh niên vừa nói chuyện có tinh thần sáng lạn và đầy cao ngạo, người còn lại giống như con mèo bệnh, sắc mặt hắn hơi tái nhợt giống như chưa tỉnh ngủ, lười biếng không có chút tinh thần nào. Người trẻ tuổi như mèo bệnh mở mắt ra, liếc nhìn lăng hàn một cái, nói. Tu vi trúc nhân cơ, có thể dùng một kích tổn thương hậu khánh bạch, quả thật thú vị. Có muốn giao thủ với hắn hay không? Thanh niên phong thần tuấn lãng nói không phi rực cười ha ha nói thứ nhất ta lười có thời gian đánh nhau còn không bằng nằm ngủ thứ hai cho dù hắn là thiên tài tứ tinh dù sao hắn cũng chỉ là trúc nhân cơ hắn làm sao có thể là đối thủ của ta chứ ta không có hứng thú ức hiếp kẻ yếu bảo ta áp chế tu vi đánh với hắn ta lười làm như vậy thanh niên phong thần tuấn lãng cười nói ngươi không thể sửa đổi tính lười biếng được hay sao không thể không phi rực lắc đầu nói dương nguyên ngươi bỏ ý niệm này đi thanh niên phong thần tuấn lãng dương nguyên lắc đầu, không phi dực, người chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng lại có dáng vẻ như lão già, thời điểm ngươi sống 4-500 tuổi, chỉ sợ ngươi cũng lười tu luyện đấy. Ha ha, ngươi thật hiểu ta, không hổ là bằng hữu tốt. Không phi dực cười nói, được rồi, ta cũng lười nói với ngươi, xem kịch đi. Dương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, hai người tiếp tục ngồi bàng quan, ở hướng khác, hậu khánh bạch vẫn nói nhảm, cuối cùng hắn giận không kềm được và quyết định xuất thủ. Trừ đại hắc cầu, chỉ sợ không có người nào chịu được miệng công của lăng hàn tức chết người không đền mạng ta muốn ngươi chết hậu khánh bạch lao lên chiến giáp toàn thân hắn phát sáng chiến giáp ra chỉ lực lượng cường đại lên người hắn hắn đấm ra một quyền lực lượng đạt tới trúc cực cơ đỉnh phong uy lực của nó vô cùng kinh khủng tốc độ của hắn nhanh đến mức tạo ra rất nhiều huyền ảo sau lưng hắn còn xuất hiện âm bạo đối mặt với một quyền này cho dù là trúc cực cơ phổ thông cũng không dám đón đỡ bằng không sẽ chết người đương nhiên lăng hàn không sợ nhưng hắn cũng không có đón đỡ, hắn xê dịch né tránh trong không gian hẹp. Mọi người cũng cho rằng là đương nhiên, người đang đối mặt với lực lượng trúc cực cơ đỉnh phong đấy. Nhưng thủ lâu tất thua, chỉ cần hắn bị đánh trúng một quyền, hắn sẽ thua. Có người đưa ra phán đoán, ừ, người bên cạnh cũng đồng ý với lời của đối phương. Bích tiêu công chúa càng lo lắng, mặc dù nàng biết lăng hàn tiến vào hàng ngũ 12 người mạnh nhất trong kim nguyên quả hội, thực lực mạnh đến mức kinh người, nhưng thiên tài chạy tới nơi này rất mạnh lăng hàn không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt hiện tại lăng hàn chỉ tránh mà không công nàng càng khẳng định lăng hàn không phải đối thủ của hậu khánh bạch là nàng gây họa nếu bởi vậy mà làm lăng hàn gặp nguy hiểm nàng sẽ không bình an cả đời tiểu tử ngươi có thể trốn tới khi nào hậu khánh bạch cười lạnh thế công của hắn rất gấp muốn lấy thế lôi đình vạn quân tấn công lăng hàn mặc dù hắn hiện tại chiếm cứ thượng phong tuyệt đối nhưng đánh lâu như vậy vẫn không thể bắt lấy lăng hàn hắn vẫn cảm thấy mất mặt. Cho nên, hắn nhất định phải mau chóng bắt lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn đã di chuyển năm vòng chung quanh, hắn lắc đầu, hắn muốn bài trận trong chiến độ, quả nhiên độ khó tăng lên rất nhiều. Hắn thản nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cử động, ngươi đang cầu xin tha thứ hay sao? Hậu Khánh Bạch cười to, hắn không quan tâm, hắn muốn tấn công Lăng Hàn. Ông, trên mặt đất xuất hiện từng đạo hoa văn đang phát sáng, sau đó có 36 cột sáng xuất hiện và tấn công Hậu Khánh Bạch. 3333, những cột sáng đánh vào chiến giáp, chiến giáp đang phát ra tiếng răng rắc, sắc mặt Hậu Khánh Bạch thay đổi, bước chân cũng lảo đảo. Hắn lùi bước về phía sau, hưu hưu hưu, lại có 36 cột sáng tấn công hắn. Hắn quá sợ hãi nhưng không thể né tránh, hắn lại bị cột sáng tấn công. Lần này hắn đã biết mình rơi vào trận pháp, hắn không thể luồn sột, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn cố ổn định thân thể, nhưng đối cứng với công kích cột sáng, hắn cảm thấy khó chịu và phun máu tươi như suối. Việc này cũng làm rất nhiều người líu lưỡi. Gia hỏa kia lại còn là trận sư, ha ha, thật sự không nghĩ tới, ta còn cho rằng hắn chết chắc, không nghĩ tới lại có thể đảo ngược tình thế. Rời bước thành trận, gia hỏa này có thiên phú trận đạo kinh người. Việc này cần phải hiểu rõ trận pháp rất sâu mới làm được, chỉ có hiểu rõ rất sâu mới có thể cất bước thay đổi thiên địa đại thế. Mặc dù gia hỏa này vô cùng khả năng là trận sư nhân cấp hạ phẩm, nhưng hắn đã có thể rời bước thành trận, điều này nói rõ thiên phú của hắn rất cao tiền đồ bất khả hạn lượng mọi người liên tục gật đầu cũng phải lau mắt mà nhìn lăng hàn cho dù thiên phú võ đạo của lăng hàn cao hơn nữa dù là thiên tài tam tinh thiên tài tứ tinh cũng không là gì trong mắt các truyền nhân đại giáo như bọn họ nhưng thiên tài trận đạo lại khác cũng giống như đan đạo số lượng trận sư tương đối có hạn người có thể xưng là thiên tài lại ít đến mức thương cảm nếu có người như vậy tương trợ về sau đi di tích cổ mạo hiểm sẽ dễ dàng hơn nhiều chẳng những gia tăng hệ số an toàn hơn nữa còn có thể xâm nhập một ít địa phương không thể đạt tới giá trị của lăng hàn đã tăng lên vô số lần đương nhiên việc này là lăng hàn cố ý hắn không có khả năng vẫn lưu lại thiên hải tinh dù sao hắn cần phải xâm nhập vào tinh không cần có nhân mạch nhất định hậu khánh bạch vừa tức giận lại vừa phiền muộn không nghĩ tới ngươi lại là một tên trận sư nếu sớm biết như thế hắn tuyệt đối không chiến đấu trong cùng một khu vực với lăng hàn kết quả bị đối phương vây khốn trong trận pháp nhưng cho dù hắn sớm biết lăng hàn là trận sư hắn cũng không có khả năng nghĩ tới thiên phú lăng hàn lại đạt tới mức rời bước thành trận. Quá khoa trương, ít nói lời vô ích, lang hàn thản nhiên nói, quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không, người đứng trong đó cả đời đi. Hắn đang cố ý nói quá lên, với thực lực trận đạo của hắn hiện tại, hắn chỉ có thể cải biến thiên địa đại thế trong phạm vi nhất định, nhiều lắm chỉ duy trì thời gian 5 phút đồng hồ, nơi này sẽ khôi phục bình thường. Hậu Khánh Bạch lại không biết, hắn đã bị rời bước thành trận dọa sợ. Ngươi dám, hắn quát lớn, là hậu đại của đại năng cấp giáo chủ, bảo hắn quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người. Có thể sao, thật sao, lăng hàn cười lớn, hắn dẫm mạnh vào mặt đất, ông, hoa văn đang tối tăm lại sáng lên, hưu hưu hưu, 36 đạo cột sáng bắn tới. Người cho rằng đứng yên không nhúc nhích là có thể an toàn sao. Ngây thơ, nhưng hắn là trận sư, trận sư đang ở ngay bên cạnh, chẳng lẽ không thể điều khiển trận pháp hay sao? Ngô, hậu khánh bạch rên rỉ, hắn cố gắng né tránh, tốc độ của cột sáng quá nhanh, hắn có tránh cũng không tránh nổi. Cột sáng oanh kích liên tục, chiến giáp trên người cũng không thể bảo vệ hắn, sau 5 lần oanh kích, chiến giáp đã vỡ nát. a à, hậu khánh bạch kêu gào thảm thiết, nhưng tin tức tốt chính là hắn cũng thoát ra khỏi trận pháp. chương 4148, sát phạt quyết đoán. Hậu khánh bạch cảm thấy tầm mắt tối sầm lại, trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Lăng hàn, hắn muốn xuất thủ công kích, vừa mới nhấc tay lên, hắn cảm thấy thân thể đau đớn, chiến giáp đã vỡ, hắn cũng bị cột sáng đánh trúng, thân chịu trọng thương, hắn làm sao còn lực lượng đối kháng Lăng Hàn. Lăng Hàn vung tay tấn công, bốp, hậu khánh bạch bị hắn tát lăn xuống đất. Tất cả mọi người thổn thức, đây chính là thực lực trận sư đấy, nhất định không thể xem thường. Người xem, không cần tốn nhiều sức, một tên thiên tài nhị tinh bị đánh ngã, hơn nữa Lăng Hàn chỉ lâm thời bố trí trận pháp, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị, cho dù đối mặt với 100 hậu khánh bạch, chỉ sợ Lăng Hàn cũng là kẻ thắng lợi. Nghĩ tới những di tích cổ thì biết, kỳ thật tất cả đều có trận pháp tồn tại, nó đã vây khốn bao nhiêu người. Nghĩ tới đây, đôi mắt mọi người tỏa sáng, bọn họ càng kiên định suy nghĩ kết giao với Lăng Hàn. Nội tâm Lăng Hàn rung động mạnh, hắn nhìn thấy con đường khác, nếu nghiên cứu trận đạo tới đỉnh cao nhất, có phải hắn cũng có khả năng giết thánh nhân hay không? Đương nhiên, hắn còn một quãng đường khá xa cần đi. Quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không, chết. Hắn lạnh lùng nói, lời đã nói ra khỏi miệng, Lăng Hàn cũng là kẻ nói được làm được. Hậu Khánh Bạch ngẩng đầu lên, trước mắt bao người, hắn có thể quỳ xuống hay sao? Hắn cười lạnh, nói, ngươi dám giết ta sao? Ta mà chết, linh bài bản mệnh của ta sẽ vỡ vụn, phụ thân ta cũng nhận được tin tức, đến lúc đó, lão nhân gia sẽ giết tới đây, đừng nói ngươi, toàn bộ thiên hải tinh cũng chôn cùng với ta. Giết đi, ngươi giết đi, ánh mắt Lăng Hàn bắn ra hàn quang, hắn ghét nhất bị người khác uy hiếp, đại năng cấp giáo chủ thì thế nào, cùng lắm thì dùng thiên đạo hỏa đốt hắn, hắn vẫn còn 8 cơ hội sử dụng đấy. Nhưng có một ít phiền toái, nếu hắn lại sử dụng thiên đạo hỏa, vô cùng khả năng hấp dẫn kim nguyên thánh địa tới, chỉ cần đối phương so sánh với nhau, nhất định sẽ phát hiện hai loại hỏa diễm tương đồng với nhau. Như vậy hắn cũng bại lộ thân phận kẻ đốt thánh địa. Thì tính sao, thành toàn cho ngươi, lăng hàn lạnh lùng nói một câu, sát khí phun trào như hàn băng. Tất cả mọi người nghe rằng, gia hỏa này là người sát phạt quả quyết, dòng dõi đại năng cấp giáo chủ, hắn nói giết là giết. Lăng huynh, hạ thủ lưu tình, lập tức có người đứng ra hòa giải. Hậu Khánh Bạch nói không sai, nếu có đại năng cấp giáo chủ đến, nơi này sẽ sinh linh đổ thán, cho dù Lăng huynh người có biện pháp trốn được, người vô tội nơi này phải làm sao. Một thanh niên tóc xanh đứng ra, trong mắt phát sáng giống như mặt trời nhỏ, cũng không biết hắn xuất thân dị tộc hay trời sinh thần thể. Hắn cười nói với Lăng Hàn, tại Hạ Trình Phi, kỳ thật cũng không quen biết Hậu Khánh Bạch, cho nên lang huynh không cần cho rằng ta nói đỡ cho hắn không sai lang huynh có tiền đồ vô hạn không cần thiết vẫn lạc ở nơi này lại có người khuyên nhủ bích tiêu công chúa cũng đi tới nói được rồi hậu khánh bạch nhanh nói lời xin lỗi vị cô nương này trình phi quát hậu khánh bạch sắc mặt hậu khánh bạch trắng bệch vừa rồi hắn bị lang hàn hù dọa sát ý đối phương lạnh như băng hơn nữa còn rất kiên định hắn cũng ý thức được lang hàn không phải dọa hắn mà là hắn thật sự dám ra tay nghĩ như vậy hắn liền sợ vì tranh khí nhất thời với một tên thổ dân hắn lại mất đi tính mạng của mình đương nhiên không có lời bởi vậy hắn nói với bích tiêu công chúa thật xin lỗi là ta đường đột hắn thề nhất định phải đòi lại công đạo cho việc này ngày sau hắn sẽ ép lăng hàn quỳ gối trước mặt mình muốn lăng hàn sống không bằng chết hắn cũng đùa bớn bích tiêu công chúa đến chết một đôi tiện nhân lại dám nhục nhã hắn bích tiêu công chúa vội vàng nói với lăng hàn được rồi được rồi hắn đã nói xin lỗi nàng thực sự lo lắng cho Lăng Hàn, không muốn hắn xảy ra chuyện gì. Ngược lại Lăng Hàn đứng ra vì nàng, nội tâm của nàng rất ngọt ngào. Mọi người ở nơi này cho rằng Lăng Hàn muốn thu tay, lại nhìn thấy Lăng Hàn giơ chân lên và đạp một cái. Ba, Hậu Khánh Bạch bị đạp nằm úp trên mặt đất. Lăng Hàn đi tới kéo hắn dậy, Hậu Khánh Bạch biến thành tư thế quỳ. Bảo ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi không nghe rõ sao. Hắn nói nhỏ bên tai Hậu Khánh Bạch một câu, tay phải bóp cổ đối phương ngươi có thể thử xem ta có can đảm hay không xem ta dám giết ngươi không hàn ý đáng sợ bao phủ toàn thân hậu khánh bạch không tự chủ run rẩy vài lần sát ý đáng sợ đánh thẳng vào tâm linh của hắn hắn không muốn thử vừa rồi hắn bị sát ý của lăng hàn hù dọa ra hỏa trước mặt không thể suy đoán theo lẽ thường nói không chừng hắn dám xuống tay với mình ngược lại đã bị ép phải quỳ hắn còn có thể làm gì thật thật xin lỗi ta sai rồi hắn lại xin lỗi bích tiêu công chúa gương mặt cũng đỏ bừng quỳ xuống trước mặt mọi người và nói xin lỗi. Đường đường con trai đại năng cấp giáo chủ, hắn chịu sao nổi? thật sự mất mặt tới tận nhà. cút! lăng hàn tiện tay ném hậu khánh bạch bay ra ngoài. vào lúc này tất cả mọi người im lặng. gia hỏa này quá cố chấp, nói muốn đối phương quỳ xuống xin lỗi thì nhất định sẽ ép người phải quỳ, chỉ xin lỗi cũng vô dụng. đầu sắt, đúng là đầu sắt. có một ít người nhìn thấy đồ vật cấp độ sâu hơn, đó chính là quyết tâm của lăng hàn. không đạt mục đích, tuyệt đối không bỏ qua tuyệt đối không thỏa hiệp. Nếu đặt trên võ đạo, đây là phẩm chất cực kỳ đáng quý, gặp được bất cứ gian nan và chắc trở thế nào cũng không buông bỏ, cho dù đụng phải tường cũng không quay trở về, mà là muốn đụng nát bức tường. Hoặc bản thân đâm đầu tìm cái chết, khó trách ra hỏa trước mặt trẻ tuổi như vậy đã có thể rời bước thành trận, có nghị lực và bền lòng như thế, lại có đầy đủ thiên phú, hắn không có thành tựu mới là chuyện kỳ lạ. Lang huynh, tại hạ Tô Phi Lang, muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Tại hạ Trang Bắc Minh, Bái kiến Lăng huynh, tại hạ, tất cả mọi người tiến lên kết giao với Lăng Hàn, đây là thiên tài trận sư, tương lai sẽ là trận đạo tông sư, giá trị tuyệt đối không tầm thường. Về phần đắc tội hậu khánh bạch, ha ha, bọn họ đều là hậu đại hoặc truyền nhân của cường giả cấp giáo chủ, bọn họ sợ sao? Lăng Hàn cũng nhiệt tình hơn trước, cũng bắt chuyện với mọi người, những người này ở đây hắn sau này tiến vào tinh vũ về sau, đều có thể trở thành của hắn nhân mạch, cho nên hắn cũng không để ý nhiều giao mấy người bằng hữu. Sau một thời gian, lúc này hắn mới nói với Bích Tiêu công chúa. Đi, trở về, trong đầu Bích Tiêu công chúa tràn ngập hình ảnh lăng hàn ép buộc hậu khánh bạch quỳ xuống, trái tim của nàng đập mạnh, nam nhân xả lửa giận cho mình, nói đánh con trai đại năng cấp giáo chủ là đánh, cũng ép đối phương cúi đầu xin lỗi nàng có thể không cảm động hay sao. Vào lúc này, nàng nguyện ý sinh hầu tử vì lăng hàn. Đúng, chính là hầu tử. Không qua bao lâu, hai người liền trở về doanh địa. Lăng Hàn bắt đầu bài trí trận pháp, chuẩn bị luyện chế thanh mộc bổ linh đan. Nếu như hắn không phải trận sư, hắn sẽ đi mua sắm trận cơ tương ứng, sau đó mời trận sư bố trí trận pháp cho hắn. Hiện tại không cần phiền toái như thế, Lăng Hàn chính là trận sư, một người bao gồm tất cả. Bắt đầu, chương 4149, luyện chế thanh mộc bổ linh đan. Luyện chế đan dược tiên cấp rất phức tạp, chỉ cần trận pháp là chưa đủ, còn cần chuẩn bị đan lô, việc này phi thường trọng yếu. Bởi vì đan lô tốt hay xấu cũng ảnh hưởng đến chất lượng thành đan. Lò luyện đan trong tay Lăng Hàn không tốt, chỉ có thể sử dụng hỗn độn cực lôi tháp thay thế. Vì sao đan lô trọng yếu như vậy? Là bởi vì đan lô chính là pháp khí của đan sư, sẽ dung nhập một tia thần hồn mới có thể dễ dàng cảm thụ năng lượng biến hóa, kỳ thật luyện đan chính là rút năng lượng của dược tính, dẫn dắt dược tính và dung hợp dược tính. Càng mẫn với với năng lượng, tỷ lệ thành đan càng cao, phẩm chất thành đan cũng càng cao. Hỗn độn cực lôi tháp chính là pháp khí của Lăng Hàn, đây là mẫu kim tạo thành, nó có thể gọi là đan lô mạnh nhất thế gian hay không? Lăng Hàn khởi động trận pháp, oanh, lực lượng thiên địa bộc phát như hồng thủy. Hỗn độn cực lôi tháp chìm nổi, Lăng Hàn dẫn dắt lực lượng thiên địa lượng rót vào trong tầng 9 tòa tháp, hiện tại chỉ có tầng 9 là trống rỗng, có thể sử dụng làm đan lô. Lăng Hàn thông qua một tia thần hồn tiến hành điều khiển tinh vi, hắn cải biến năng lượng hỗn độn cực lôi tháp mạnh yếu và thuộc tính khác nhau. Hiu hiu hiu, hắn ném một phần tài liệu ra ngoài, tài liệu bị hỗn độn cực lôi tháp hấp thu vào trong. Lăng Hàn tiến hành điều khiển chính xác, ý thức hóa thành tơ mỏng. Hắn đang luyện chế, lại dùng hỗn độn cực lôi tháp luyện đan, có chỗ tốt lớn nhất chính là không nổ đan lô, nhiều nhất chỉ luyện hỏng, lãng phí một phần vật liệu mà thôi. Ba giờ sau, Lăng Hàn cau mày, hắn thất bại, đường đường đan đạo đế vương, hắn lại thất bại. Lăng Hàn nhớ lại toàn bộ quá trình, hắn gật đầu. Phương thuốc là chết, số năm của tài liệu chưa hẳn phù hợp với đan phương, cho nên cần tiến hành điều khiển tinh vi, đây là sai lầm của ta. Hắn bắt đầu lại từ đầu, sau ba tiếng, lăng hàn tươi cười. Xong rồi, tâm niệm hắn hơi động, hưu hưu hưu, bảy viên đan dược màu xanh bay ra khỏi hỗn độn cực lôi tháp. Phẩm chất thành đan, thượng phẩm, lăng hàn cười ha ha, luyện chế lần thứ hai thành công, hơn nữa còn đạt đến thượng phẩm, hắn có gì không hài lòng. Lại luyện mấy lần, ta nhất định có thể đạt tới cực phẩm, nhưng hai lần luyện đan, lang hàn tiêu hao tinh thần lực rất lớn, hắn không thể tiếp tục luyện đan. Hắn nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tiếp tục, hắn cũng không phải người nhỏ mọn, hắn chia hai viên thanh mộc bổ linh đan cho Bích Tiêu công chúa và Lục Hoa. Một ngày chỉ có thể ăn một viên, dù sao cũng là thuốc, nó có độc tính nhất định, ăn nhiều hơn nữa sẽ lãng phí, hơn nữa còn tích lũy đan độc trong người, lúc đạt tới trình độ nhất định, cho dù là thánh nhân cũng không cứu nổi. Nhưng với đa số người, việc như vậy không tồn tại có ai giàu đến mức mỗi ngày ăn hơn một viên thanh mộc bổ linh đan bích tiêu công chúa cực kỳ vui mừng thanh mộc bổ linh đan vô cùng chân quý không ai trên thiên hải tinh có thể luyện chế nhưng nghĩ nghĩ nàng vẫn thu về nợ nhiều không lo như vậy dùng thịt bồi đi nàng nói thầm trong lòng gương mặt đỏ bừng cực kỳ thẹn thùng lục oa lại không muốn nàng nói phổ thân chúng ta tương đối đặc thù tiền dược không có tác dụng với chúng ta a à, chẳng lẽ các người mọc ra trên hồ lô đằng nên không thể ăn được rồi, Lăng Hàn gật đầu, hắn vô cùng tín nhiệm các tiểu hoa nhi, cũng tin tưởng tính đặc thù của các nàng, nếu lục hoa nói thanh mộc bổ linh đan không có tác dụng với nàng, khẳng định là nói đúng. Lăng Hàn thu đan dược lại, đồ chơi này là một trong các đan dược hữu dụng nhất trong trúc cơ cảnh, hiện tại trúc cơ cảnh nhiều như thế, hắn sẽ có thị trường rộng lớn, sẽ bán được giá tiền tốt. Hơn nữa, hắn còn đáp ứng luyện một phần thanh mộc bổ linh đan bán cho chủ quán, từ đó hắn có thể đổi được nhiều thanh hồ mộc hơn, có lúc không tìm thấy đan dược phục dụng. Lăng Hàn cảm thán một câu, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới lên, Lăng Hàn lại nuốt một viên thanh mộc bổ linh đan, lúc này, hắn mới bắt đầu tu luyện. Hiệu quả luyện hóa đan dược rất tốt, oanh, được đại nhật liên hoa quyết dẫn dắt, lực lượng thiên địa tràn vào trong cơ thể Lăng Hàn, khiếu huyệt trên người hắn mở ra, đây chính là 360 khiếu huyệt, số lượng còn nhiều hơn gấp 10 lần chúc cơ cảnh yếu nhất, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn gấp 10 lần. Mặt khác, trong cơ thể của hắn còn có hai lực lượng thần bí đang tác dụng chúng không ngừng hấp thu bí lực của hắn và lớn mạnh tiên đạo cơ thạch hiệu quả của thanh mộc bổ linh đan hết sức rõ ràng lang hàn có thể cảm nhận rõ tiến cảnh của hắn còn vượt qua ngày hôm qua rất nhiều ta không biết cực hạn trúc nhân cơ ở đâu cho nên ta không thể ước đoán tiến cảnh của mình rốt cuộc có thể bước vào trúc nhân cơ trung kỳ hay không lang hàn sờ cằm được rồi không nghĩ nhiều như vậy ngược lại chỉ cần không thể tu luyện thêm nữa khi đó chính là trúc nhân cơ đỉnh phong Hắn lại luyện một lò đan dược, lần này vẫn là phẩm chất thượng phẩm, cũng không có cực phẩm xuất hiện, số lượng thành đan là 8 viên, mang ý nghĩa Lăng Hàn có tiến bộ khi luyện chế Thanh Mộc Bổ Linh Đan. Vào buổi tối, hắn lại luyện thêm một lò, hắn lại có tiến bộ nhanh chóng, danh tiếng đan đạo đế vương không phải nói khoác mà thành. Nhưng hắn hao tổn tinh thần lực rất lớn, Lăng Hàn không muốn làm mình quá mệt mỏi, bởi vậy, hắn không luyện thêm lần nữa. Hắn đi phiên chợ và tìm tên chủ quán lúc trước. "A, à, lão huynh, là ngươi sao?" chủ quán cười nói thế nào luyện hỏng dược liệu tới đây bổ sung hay sao lăng hàn cười ha ha hắn lấy ra một bình đan dược a à, người thành công chủ quán nửa tin nửa ngờ sau khi cầm bình đan dược và mở ra xem sau đó hắn kinh ngạc không nhỏ hắn đã từng phục dụng thanh ngục bổ linh đan cho nên hắn không xa lạ gì thứ này đan dược tuyệt đối là chính phẩm hơn nữa phẩm chất bất phàm ngươi thực sự thành công chủ quán giật mình nhìn lăng hàn chỉ mất một ngày là có thể luyện ra. So với phần lớn đan sư, 10 lô đan dược có thể thành một lô đã không tệ, cho nên hắn khi bán một đoạn thanh hồ mộc cho Lăng Hàn, hắn không cho rằng Lăng Hàn sẽ luyện ra thứ gì. Chí ít không có nhanh như vậy, Lăng Hàn lại thành công, hơn nữa phẩm chất thành đan còn cao như vậy. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tại Hạ Lâm Tầm, kết giao bằng hữu đi." Chủ quán nói, "Lăng Hàn." Lăng Hàn cũng mỉm cười, hắn đưa tay về phía đối phương. Lâm Tầm nắm lấy tay Lăng Hàn, nói, tại hạ đến từ hàng minh tinh, lại được xưng là dược viên tinh, thiên địa chỗ chúng ta đặc biệt phù hợp trồng dược liệu, có rất nhiều tiên dược không thể sống ở tinh thể khác, chúng lại sống sót trên dược viên tinh, hơn nữa còn sinh trưởng rất tốt, lớn rất nhanh. Hắc hắc, lần này ta tới, kỳ thật bán thuốc phát tài là thật, đi bí cảnh chỉ là thuận tiện. Ách, đúng là thành thật, chương 4150, kết nối tinh tế. Lăng Hàn hàn huyên với Lâm Tầm một hồi lâu, Quả nhiên đối phương thủ tín, hắn lấy ra vài đoạn hồ thanh mộc bán cho Lăng Hàn, số năm còn cao hơn đoạn lúc trước, giá tiền của hắn lại tương đối công đạo. Hai người đạt thành ước định, Lâm Tầm bán cho Lăng Hàn bao nhiêu hồ thanh mộc, Lăng Hàn sẽ bán bao nhiêu thanh mộc bổ linh đan cho Lâm Tầm. Nhìn thì Lăng Hàn kiếm lợi lớn, hắn là đan đạo đế vương, tỷ lệ thành đan vượt qua tưởng tượng của mọi người, đối với đan sư bình thường, đây là yêu cầu quá cao. Lăng Hàn hiểu rõ, người trên dược viên tinh phần lớn là dược nông nhưng không có một đan sư cho nên sản xuất dược liệu chỉ có thể bán ra mà không thể tự mình luyện đan. Mặc dù bọn họ nắm được đầu nguồn của luyện đan nhưng kiếm lợi nhuận không nhiều, đầu to đều bị đan sư, dược sư công hội chiếm hết. Không có biện pháp, các tinh thể chung quanh dược viên tinh liều mạng ép giá, từ đó giá cả nguyên vật liệu cũng không cao. Các ngươi không chuyên trở dược liệu của mình ra ngoài hay sao? Lăng Hàn hỏi, nghĩ thì nghĩ tới, hơn nữa cũng thử qua. Lâm Tầm lắc đầu, nói, bên ngoài tinh thể của chúng ta có hải tạc vũ trụ, chúng đoạt hết hàng hóa của chúng ta kết quả càng hỏng bét lang hàn cười lạnh cái gì hải tặc vũ trụ tám thành là đám mua dược liệu giả trang thôi ai lâm tầm thở dài nói không có biện pháp mặc dù dược viên tinh chúng ta thích hợp dược liệu sinh trưởng nó lại không thích hợp cho võ giả trưởng thành không sinh ra cao thủ cho nên cũng chỉ có thể mặc người ta chém giết lang hàn gật đầu lần này ngươi đi ra ngoài một là vì bán thuốc hai là muốn mạnh lên nếu như ta ngày sau có thể trở thành giáo chủ ta muốn xem còn ai dám ước hiếp dược viên tinh chúng ta. Lâm Tầm tức giận nói, Lăng Hàn dừng một chút, nói, về sau, mỗi lần ta có thể bán thêm cho ngươi một viên thanh mộc bổ linh đan. Thật, Lâm Tầm ánh mắt sáng lên, thật, Lăng Hàn gật đầu, cảm ơn ngươi, không cần, ta cũng không phải tặng ngươi đan dược, lấy tiền. Ha ha, Lâm Tầm vỗ vỗ vai Lăng Hàn, thanh mộc bổ linh đan là thứ có tiền không mua được, trừ đạo tử và thánh nữ của đại giáo gia, những truyền nhân khác rất ít khả năng phục dụng. Lăng Hàn bán thêm một viên thanh mộc bổ linh đan cho hắn, đây đã là ân tình rất lớn. Hắn không nói cảm tạ, hắn đặt nó sâu trong nội tâm, ngày sau sẽ hồi báo. Lăng Hàn lấy thêm một viên thanh mộc bổ linh đan, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì, chỉ cần cung ứng đầy đủ thanh hồ mộc, đan đạo đế vương như hắn còn sợ không có đan dược ăn hay sao. Hơn nữa, người ta sinh ra trên dược viên tinh, khẳng định có con đường thu hoạch rất nhiều dược liệu chân quý, nhân mạch của lâm tầm là con đường cực kỳ trọng yếu. Lăng Hàn trở lại trướng bồng của mình, hắn phát hiện có rất nhiều người đang chờ hắn, muốn liên lạc tình cảm với hắn. Một thiên tài trận pháp đáng giá bọn họ kết giao, Lăng Hàn cũng nhìn người, nếu như nói chuyện hợp ý với đối phương, hắn sẽ nói thêm vài câu, nếu như đàm luận không được, hắn cũng không cố ý đắc tội đối phương, hắn chỉ ứng phó qua loa mà thôi, nói ít một chút, đối phương cũng hiểu ý, sẽ không tự chuốc nhục nhã. Mấy ngày sau, có người phát ra treo thưởng, ai có thể giết Lăng Hàn sẽ đạt được một ngàn đạo thạch lăng hàn nhận được tin tức liền kinh ngạc nhận treo thưởng như thế nào ngay cả người treo thưởng là ai cũng không biết ngươi hiếu kỳ không bích tiêu công chúa giờ khóc giờ cười ngươi không nên quan tâm là ai treo treo thưởng không đối phó sát thủ sẽ xuất hiện hay sao lăng hàn mỉm cười tám thành là hậu khánh bạch phát ra treo thưởng ta đang nghĩ người khác thật muốn đắc thủ đi tìm hắn lĩnh treo thưởng hắn phủi mông một cái không nhận nợ thì làm sao bây giờ bích tiêu công chúa im lặng lăng hàn nhanh chóng nhận ra treo thưởng không phải trò đùa mặc dù tinh không rất lớn trải qua phát triển nhiều năm như vậy trừ biên giới vũ trụ xa xôi vô tận kỳ thật toàn bộ thế giới đều liên hệ với nhau trong tinh thể có thể liên hệ qua mạng tinh đằng giữa tinh thể và tinh thể đều có thể liên hệ qua tọa độ không gian trên tinh thể có võ đạo phát triển rất nhiều người đều mua sắm liên tiếp khí tiếp nhập kết nối với nhau hơn nữa có thể tìm hiểu đại sự phát sinh trong tinh không theo thời gian thực nghe nói kết nối tinh tế do một vị tổ vương cổ xưa xây dựng lấy đại pháp lực mở ra từng tọa độ không gian kết nối tinh tế hoàn thành cũng sinh ra một loại tiền ảo đó là tinh tế tệ tinh tế tệ tương đương với đạo thạch tỷ lệ hối đoái một ăn một tinh tế tệ tính ổn định do thế lực tổ vương xây dựng kết nối tinh tế duy trì trong tay bọn họ nắm giữ số lượng đạo thạch to lớn bảo đảm tinh tế tệ nhất định có thể hối đoái thành đạo thạch có cơ sở như thế giao dịch vượt qua tinh thể đã hoàn thành đối với việc treo thưởng lăng hàn được treo thưởng trên kết nối tinh tế ai muốn giết lăng hàn chỉ cần truyền hình ảnh lăng hàn tử vong trở về được tán thành, như vậy ngươi có thể nhận kết toán tinh tế tệ ngay sau đó. Huyền Bắc Quốc tế có bình đài kết nối tinh tế hình thức ban đầu, chẳng qua lúc đó không có mạng tinh đằng, nhất định phải mượn nhờ vệ tinh, cáp quang, Trần Phong Viêm là cổ nhân 2.000 năm trước, hắn khẳng định biết tới kết nối tinh tế. a à, còn có dạng đồ tốt như thế, lang hàn kinh ngạc, đáng tiếc hắn không có liên tiếp khí, không thể tham gia kết nối tinh tế. Nhưng người bên ngoài có rất nhiều, hắn có thể mượn dùng lăng hàn dùng liên tiếp khí của người khác kết nối tinh tế hắn lập tức phát hiện một thế giới to lớn hiện ra trước mặt trước đó hắn giống như ếch ngồi đáy giếng hắn chỉ có thể tiếp xúc với những thứ ít ỏi hắc hắc chỉ cần có đầy đủ tinh tế tệ ta còn có thể mua sắm công pháp đan phương trận pháp lăng hàn gật gật đầu nói muốn thu hoạch được tinh tế tệ biện pháp nhanh nhất là bổ sung đạo thạch trên rất nhiều tinh thể có thiết lập nơi nạp tiền của thường gia thường gia chính là hậu duệ của tổ vương xây dựng kết nối tinh tế Nắm giữ mạng kết nối khổng lồ như vậy, trải qua vô số năm, tài lực và thế lực thường ra đã đạt tới cấp độ kinh khủng. Đáng tiếc là, cho dù nắm giữ tài nguyên kinh người như vậy, thường ra lại không thể bồi dưỡng tổ vương thứ hai. Đế lộ gian nan có thể nghĩ, đầu tiên, đạo thạch trong tay ta có hạn, thứ hai, trên thiên hải tinh không có nơi nạp tiền. Như vậy, chỉ có thể kiếm một ít tinh tế tệ. Ta có thể đấu giá thành một bổ linh đan, từ đó người khác sẽ chuyển khoản cho ta, khó trách thời điểm ta bán tài liệu lúc trước còn có người hỏi ta số tài khoản tính tiền. Ta không có tài khoản, nhưng lâm tầm là có, đầu tiên có thể đặt tiền ở chỗ hắn. Ừm, ngày mai liền đi hỏi hắn một chút, hỏi xem tài khoản của hắn là gì. lang Hàn nhìn sơ qua, đan phương có giá rất đắt, đan phương rẻ nhất cũng có giá 500 đạo thạch. Hơn nữa, đan phương còn có tính duy nhất, nói cách khác, người đạt được một đan phương mới, người có thể xin độc quyền trên bình đài tinh tế. Cho dù người khác đạt được đan phương trong tay người cũng không được phép tiến hành bán ra trên kết nối tinh tế. Công pháp, trận pháp cũng giống như vậy, tận khả năng bảo hộ thành quả lao động của người sáng tạo. Đương nhiên, đối với thường gia mà nói, bọn họ xem hết công pháp, đan phương, trận pháp trong thiên hạ, hoàn toàn không cần bỏ ra bất cứ cái gì. Cho nên thường gia không cường đại cũng khó khăn. Chương 4151, siêu cấp thiên tài. Có được nhiều tài nguyên như vậy, không có người nào đỏ mắt sao? Khẳng định có, nhưng thường gia là tồn tại gì? Đã từng xuất hiện tổ vương có tổ khí tỏa chấn, có thể bảo vệ khí vận ức vạn năm. Đại đế không xuất hiện, tổ khí chính là vô địch, ngay cả thánh nhân cũng phải cúi đầu, đương nhiên thường ra trường tồn vạn cổ. Trong các thế lực đại đế đều có một quy định bất thành văn, chỉ cần thế lực đế cấp không tự tìm đường chết, đi chọc giận một vị đại đế đương thời, đại đế sẽ không cố ý nhắm vào. Bởi vì đại đế cũng không phải vạn cổ bất diệt, chẳng lẽ không lo lắng sau khi mình chết, có đại đế cũng diệt đi đạo thống của mình hay sao? Ở một phương diện khác, làm vậy là tôn trọng tiền nhân, người có thể trở thành đại đế, có người nào không phải phong thái chắc tuyệt, cử thế vô song. Một thời đại chỉ xuất hiện một người mà thôi. Lăng Hàn cảm khái một phen, hắn bắt đầu tìm kiếm, sau đó phát hiện có một con đường tài lộ khác. Đó chính là đánh võ đài, đánh cược. Trong kết nối tinh tế, có thể làm hai người ý thức hóa hình tiến hành chiến đấu với nhau. Có thể đấu trong cùng cảnh giới, có thể chiến đấu tranh lệch vài cảnh giới, có thể là một đấu một, có thể là một đấu nhiều, cũng có thể là nhiều đấu nhiều, phương thức đa dạng, tùy quân lựa chọn. Nó gọi là sân thi đấu tinh võng. Ở chỗ này, người có thể ước đấu với người khác, có thể hạ tiền đặt cược, cũng có thể không được tiền đặt cược, nhưng sử dụng sân thi đấu tinh võng thì phải đưa tiền, mỗi lần là 0.1 tinh tế tệ. Không đánh cược cũng có thể đánh bài vị chiến, nếu có thể tiến vào bài danh trước 1.000 trong cùng cảnh giới, người chính là thiên tài được toàn vũ trụ công nhận. Bởi vì hệ thống này kết nối với toàn vũ trụ, có thể xếp hạng một ngàn trong số lượng võ giả khổng lồ, như vậy tính bình quân ra, một tinh vực không có nổi một người. Thiên hải tinh chỉ tương đương với nửa tinh vực, nơi này không có người nào tiến vào danh sách, không có ai lọt vào bài danh trúc cơ bảng, chú đỉnh bảng, sinh đan bảng. Cho nên đối với toàn bộ tinh không, nửa tinh vực nhất định không có chỗ xếp hạng, cảnh giới cao không có siêu cấp cường giả, cảnh giới thấp không có siêu cấp thiên tài kinh diễm xuất hiện, tương đương không có người trèo chống tương lai. Nếu có thể đánh vào bảng xếp hạng, ví dụ như trúc cơ, hắn sẽ có ngay một ngàn tinh tế tệ, trong mỗi năm, tinh võng sẽ cấp cho người một ngàn đạo thạch, nếu rơi ra khỏi bảng, người không có cái gì cả. Đối với siêu cấp thiên tài, một ngàn đạo thạch không tính là cái gì, nhưng mấu chốt là bài danh của bản thân, đây là vinh quang vô cùng to lớn. Trừ việc này ra, nơi đó còn có các loại ghi chép, nếu có thể đánh vỡ, người sẽ đạt được ban thưởng tinh tế tệ, vinh quang như vậy càng trói mắt. Bởi vì có rất nhiều người xếp hạng cao hơn ngươi, có bao nhiêu người nắm giữ kỷ lục mỗi một hạng đều chỉ có tên của người cao nhất, không có tên người thứ hai. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, ghi chép càng ngày càng khó phá, ý nghĩa người phải vượt qua tất cả thiên tài từ vài ước năm đến mấy trăm ước năm trước. Người nói, phá kỷ lục là chuyện khó khăn cỡ nào. Đáng kinh ngạc chính là, trong chúc cơ cảnh hiện tại, hết lần này tới lần khác lại có người phá kỷ lục, hơn nữa không phải một người, mà là ba người, cực kỳ không thể tin nổi. Ba người đó không lộ ra tên họ thật của mình, cũng không lộ diện mạo chân thật ra ngoài bọn họ chỉ sử dụng danh hiệu một người gọi là phá thiên một gọi là thủy nhất còn có một người gọi là vạn đạo đều rất ngông cuồng nhưng ba người này là nam hay là nữ tuổi tác gì tu vi gì cũng không biết bởi vì cho dù là thánh nhân cũng có thể đi phá ghi chép của trúc cơ người muốn phá ghi chép cảnh giới nào người sẽ bị ép xuống cảnh giới đó đây là thủ đoạn của tổ vương thánh nhân cũng phải tuân chi trải qua vạn cổ mỗi một hạng ghi chép đều kiên cố khó phá có thể phá đi hạng mục nào việc này cũng chấn động vũ trụ nhưng dạng siêu cấp thiên tài như thế không chỉ xuất hiện một người mà là ba người đột nhiên lăng hàn sinh ra hứng thú rất mạnh hắn muốn đánh nhau với ba người kia một trận rốt cuộc ai mới là đệ nhất cường giả trong chúc cơ đáng tiếc hắn hiện tại chỉ mượn dùng liên tiếp khí hơn nữa cho dù hắn phá kỷ lục cũng không muốn lộ ra tên họ của mình thiên tài có thể phá kỷ lục chỉ sợ thế lực đế cấp cũng mời chào nếu đụng phải thế lực bá đạo một chút kẻ dám cự tuyệt bọn họ sẽ bị xuất thủ xóa đi như vậy không phải tự tìm phiền toái cho mình hay sao cho nên lăng hàn khẳng định phải tự tìm liên tiếp khí cho chính mình hắn trả lại liên tiếp khí ngày thứ hai quay trở về đế đô bảo đường vân nhi chạy đi mua một cái liên tiếp khí cho hắn a à, người quái dị ngươi cũng biết liên tiếp khí tiểu la lị liếm láp kẹo sữa nói đáng tiếc người ta còn nhỏ cảnh giới không đủ niệm lực còn chưa đủ mạnh không thể sử dụng liên tiếp khí sắc mặt lăng hàn tối tăm ta biến thành người quái dị khi nào so với loạn tinh tỉ tỉ ngươi chính là người quỷ dị đường vân nhi nói năng hùng hồn a à, người xấu như ngươi làm sao xứng với loạn tinh tỉ tỉ nếu ta là ngươi ta sẽ đập đầu chết đi tránh làm xấu hổ loạn tinh tỉ tỉ bớt nói nhảm chạy đi cho ta lang hàn tức giận hắn ban đầu còn có chút băn khoăn muốn tiểu nha đầu chạy đi vài tháng nhưng bây giờ hắn chỉ muốn tát vào mông tiểu nha đầu người ta mới không đi phải bồi tỉ tỉ đại nhân Tiểu la lị hừ một tiếng, nàng mới không sợ lăng hàn. Lập tức đi, nữ hoàng nói, vâng, tỷ tỷ đại nhân, tiểu la lị lập tức đứng lên, đúng là quá nghe lời. Cũng chỉ có nữ hoàng mới có thể uy hiếp những hùng hài từ kia, người xem, ngay cả bảy tiểu hoa nhi cũng rất nghe lời nữ hoàng, đương nhiên, các nàng càng thích chơi đùa với hổ nữ, dù sao cũng cùng tuổi tác. Lăng hàn không yên lòng, bảo nhị hoa đi cùng đường vân nhi, ngược lại đám tiểu hoa nhi không cần tu luyện, cho dù đi lại trong tinh không cũng không cần lo lắng lãng phí thời gian. Hắn về tới lối vào Yểm Nguyệt Bí Cảnh, tiếp tục chờ đợi bí cảnh mở ra. Mỗi ngày trôi qua, Lăng Hàn lại mở một lò thanh mộc bổ linh đan, qua mấy ngày kế tiếp, trong tay hắn đã có không ít hàng tồn, lại suy nghĩ vấn đề nghèo khó của bản thân, hắn liền bảo Lâm Tầm hỗ trợ bán đi mấy viên. Một viên 10 khối đạo nguyên thạch, cho dù vừa bán đã bị cướp sạch, việc này càng làm Lăng Hàn cảm khái, thứ khan hiếm phải dùng hình thức đấu giá mới có thể bộc lộ giá trị của mình mấy ngày nay hắn đã trở thành thượng khách của những người đến từ bên ngoài mỗi ngày đều có người mời hắn đi dự tiệc mục đích chỉ có một đó là sau khi yểm nguyệt bí cảnh mở ra hy vọng lăng hàn có thể gia nhập đội ngũ của bọn họ lăng hàn không có hứng thú kết đội với kẻ nào hắn đều khéo lời từ chối nhưng biểu thị sau khi tiến vào bí cảnh có cơ hội có thể hợp tác cũng không thể cự tuyệt thẳng thừng ám sát nhắm vào lăng hàn vẫn chưa phát động bởi vì năm đại hóa linh cảnh đều lên tiếng nghiêm cấm phát sinh chiến đấu thấy máu tại nơi đây càng không cho phép giết người, trước mắt vẫn chưa có người nào dám gây án. Nhưng một khi bí cảnh mở ra, tình huống sẽ khác, cho dù là hóa linh chân quân cũng không thể quản được bên trong bí cảnh. Đối với việc này, Lăng Hàn không quan tâm chút nào. Đánh nhau cùng cấp, ai giết ai, người chết chắc chắn không phải là hắn. Hắn cũng không để ý mượn cơ hội này giả heo ăn thịt hổ, trái lại còn muốn phát tài. Trường 4152, Yểm Nguyệt Bí Cảnh mở ra nhưng những thiên tài bên ngoài đi tới nơi này cũng hao phí cái giá rất lớn cũng không phải vì làm ăn vừa lúc trong tay có bảo vật không dùng tới bọn họ cũng mượn cơ hội này trao đổi với hắn bởi vậy không qua bao lâu phiên chợ cũng vắng lạnh rất nhiều người đi dạo nhưng ít người bán càng về sau tất cả đều là diễn viên quần chúng lâm tầm cũng thu quán hắn dự định bán dược liệu cho lăng hàn bởi vì hắn nhìn thấy lăng hàn là thiên tài đan đạo mặc dù đối phương hiện tại chỉ biết luyện chế một loại đan dược nhưng tiền đồ nhất định vô lượng có thể hợp tác lâu dài. Trọng yếu nhất, Lâm Tầm cũng tin tưởng nhân phẩm của Lăng Hàn. Yểm nguyệt bí cảnh chậm chạp không mở ra, cho nên càng có nhiều người tới, người nào cũng chờ đợi ở gần đó, có một ít người không có kiên nhẫn gì, mỗi ngày đánh nhau gây chuyện, may mắn trở ngại bởi uy nghiêm của các hóa linh chân quân, cuối cùng không có ai dám giết người. Thời điểm Lăng Hàn cho rằng hắn có thể chờ Đường Vân Nhi trở về, yểm nguyệt bí cảnh lại mở ra. Không có một chút dấu hiệu nào, ánh trăng dâng trào giống như thác nước mọi người cùng chạy tới quan sát nhìn thấy vị trí phun trào xuất hiện ánh trăng bao phủ thỉnh thoảng còn phun trào ra chung quanh cảnh tượng vô cùng xinh đẹp Yểm nguyệt bí cảnh mở ra xeo một bóng người bay tới hắn đứng ngạo nghễ trên không trung khí tức cường đạo bao phủ các nơi cửu linh chân quân hiu 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 càng nhiều bóng người bay tới nhưng người có thể đứng trên bầu trời lại ít đến mức đáng thương việc này yêu cầu tu vi thấp nhất là sinh đan cảnh thổ dân thiên hải tinh cũng chỉ có trần phong viêm đạt được tiêu chuẩn như vậy những kẻ khác đều tới từ lồng giam vấn đề là lồng giam có lớn nhưng chứa được bao nhiêu người cho nên hiện tại có mấy trăm người đứng trên bầu trời so với các tinh thể khác động tới là vài vạn số lượng ở nơi này ít ỏi có thể nghĩ khó trách những người bên ngoài đều xem thường thiên hải tinh từ thực lực thiên hải tinh yếu muốn chết cố gắng thật tốt đi thôi gặp khó khăn không được lùi bước cần dũng cảm tiến tới những cường giả kia phân phó truyền nhân của mình rất ít có người nói phải cẩn thận nhiều hơn mà là cổ vũ bọn họ đi mạo hiểm. Vì thánh nhân truyền thừa, chẳng lẽ không nên sao? Lúc này, vì nắm chặt thời gian, mọi người cùng tiến vào khu vực ánh trăng bao phủ. Lăng Hàn ôm lục oa trong tay và đi vào trong di tích, bích tiêu công chúa lại đi theo sau lưng hắn. Hắn có thể cảm giác rất nhiều người đang nhìn mình, có một ít sát ý tỏa ra rất mịt mờ, có người không che giấu sát khí của mình. Chưa hẳn những người kia đặt một ngàn đạo thạch trong lòng, nhưng giết người đoạt bảo trong bí cảnh không phải chuyện đương nhiên sao. Cho nên, bọn họ tiêu diệt một người cạnh tranh, thuận tiện kiếm chút đạo thạch, cớ sao không làm. Dù sao, lần này không có thiên tài đạo tử, thánh nữ tới, cho dù là truyền nhân trọng điểm của đại giáo cũng chiếm được tài nguyên tu luyện có hạn, một ngàn đạo thạch là một số tài phú khả quan. Về phần tại sao không có thiên tài cấp bậc đạo tử, thánh nữ tới, chẳng lẽ bởi vì những đạo giáo kia không xem trọng truyền thừa. Cũng phải, bí cảnh này đã tồn tại mấy chục mấy trăm vạn năm, trước kia chắc chắn có thiên tài chân chính tới đây, Bọn họ đều không có thông quan, dần ra, những đại giáo kia cũng lười cho thiên tài đỉnh cấp tới nơi này lãng phí thời gian. Nhưng mỗi lần đều phái một ít thiên tài tới đây, không chiếm được thánh nhân truyền thừa cũng không sao, chỉ ít cũng có thể lịch luyện một phen. Thật sự là như thế sao? Lăng Hàn nói thầm trong lòng, hắn lại không đi chậm chút nào, hắn đi lại trong di tích cổ, hắn không sợ bất cứ kẻ nào nhắm vào mình, cùng lắm thì đánh nhau. Nói đến đánh nhau, hắn sợ ai trong cùng giai hay sao? sau khi lăng hàn tiến vào bên trong ánh trăng một lực lượng thần bí bộc phát a à, đây là truyền tống lực lăng hàn tiến vào sâu trong trận pháp mặc dù số lượng trận pháp có thể bày ra có hạn hắn lại hiểu rõ không ít về trận pháp muốn phán đoán ra công dụng của trận pháp cũng không khó khăn gì bí cảnh này không phải trong lòng đất cũng không phải trên thiên hải tinh mà là trên mảnh vụn của thiên hải tinh thời kỳ cổ xưa lăng hàn lại đi thêm vài bước ánh trăng đầy trời đã biến mất hắn nhìn thấy trước mặt là một khu vực hoang nguyên hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không nơi này quá khác biệt quả nhiên nơi này không phải là thiên hải tinh bằng không vị trí tinh thể không xuất hiện sai lầm lớn như thế a à, nơi này ở chỗ nào bích tiêu công chúa cũng đi tới nàng kinh ngạc nhìn lên bầu trời chúng ta đã rời khỏi thiên hải tinh lam hàn trầm giọng nói bích tiêu công chúa cao mày nói nếu như nơi này nằm trong tinh không qua nhiều năm như vậy vì sao không bị người ta phát hiện đó là một vấn đề mặc dù tinh không khổng lồ nhưng bao nhiêu năm qua luôn có trinh sát hạm đi dò tìm khoáng thạch dược tinh, tại sao chúng không phát hiện nơi này? Có thể là thủ đoạn của thánh nhân, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nói, nhìn từ bên ngoài, có lẽ nơi này chính là mảnh vụn thiên thạch. Được rồi, Bích Tiêu công chúa gật gật đầu, miễn cưỡng công nhận suy luận của Lăng Hàn. Người tiến vào nơi đây không nhất định đều xuất hiện ở đây, Lăng Hàn nhớ rõ, đi trước mặt hắn khi tiến vào là trung niên áo đen, nhưng khi hắn đi ra lại không nhìn thấy người này tuyệt đối không thể có việc tốc độ đối phương cực nhanh, vừa đi ra ngoài đã chạy đi, Lăng Hàn tin tưởng nhãn lực của mình, chút thời gian như thế, đối phương tuyệt đối không thể thoát khỏi phạm vi quan sát khẩu hắn. Cho nên chỉ có một khả năng, mặc dù tiến vào cùng một cửa, nhưng trong quá trình truyền tống, mỗi người đều có thể bị ngẫu nhiên phân phối đến các ngóc ngách nào đó. Bích tiêu công chúa vẫn đi theo sau lưng hắn, chuyện này chỉ có thể nói là rất đúng dịp. Đi thôi, Lăng Hàn nói, hắn vô cùng phấn khởi, những thiên tài thế hệ trước không đạt được thánh nhân truyền thừa cũng không đại biểu hắn không được hắn là nam nhân đạt được mẫu kim đáng tiếc nếu ngũ thanh hư lưu lại chút truyền thừa thì ta cần khổ sở như vậy sao lang hàn nói thầm trong lòng có lẽ thánh nhân đó quá sùng bái vô nhai đại đế cho rằng trước mặt đại đế truyền thừa của hắn không đáng là gì dứt khoát mang theo nó cùng đi với hắn ai ta không ngại mà lang hàn cảm thấy phiền muộn có thể trở thành thánh nhân những người đó tuyệt đối mạnh nhất thế gian có khả năng trong đời chiếm được vô số bảo vật, tùy tiện lấy ra một ít cũng có thể giảm bớt mấy trăm mấy ngàn năm phấn đấu. Lăng Hàn, có người muốn ta lấy mạng của ngươi, một giọng nói non nớt vang lên từ sau lưng. a à, đây là ai, cảm giác thật trang bức. Lăng Hàn quay đầu lại, hắn nhìn thấy một thiếu niên 15-16 tuổi đứng sau lưng, thật sự là miệng còn hôi sữa, nét mặt vẫn còn ngây thơ. Thiếu niên này tên là Trang Bất Phạm xuất thân Bất Phàm, hắn đi theo huynh trưởng thiên tài tới đây, hắn là người Trang bước ở khắp nơi, huynh trưởng cũng lưu lại ấn tượng tâm linh không thể xóa nhòa trong tâm trí hắn. Người còn trẻ đương nhiên thích bắt trước sùng bái người khác, bởi vậy, khẩu khí hắn nói chuyện đều bắt trước huynh trưởng của mình. Rất trang bức, thích ăn đòn, chương 4153, thu tiểu đệ. Lăng Hàn tươi cười nhìn trang bất phàm, nói, tiểu hai tử không nên học người lớn nói chuyện, mau về nhà đi. Trang bất phàm giận dữ, hắn ghét nhất người khác nói hắn ấu trí. Chớ có xem thường ta, hắn lớn tiếng nói, đột nhiên hét to như vậy, bình thường là bởi vì đâm chúng chỗ yếu hại nên thẹn quá hóa giận. Lăng Hàn ung dung nói, nói đến công phu miệng lưỡi, đại hắc cẩu rèn luyện cho hắn công phu ăn nói vô cùng sắc bén. Trang bất phàm đỏ mặt, ta đã 16 tuổi, không phải tiểu hài tử. Không phải, tốt tốt tốt, người nói không phải là không phải, đến đây, lục hoa cho hắn một cục đường, cầm lên, mau về nhà. Lăng Hàn nói, con em ngươi, Trang bất phàm nhìn lục hoa đưa kẹo sữa tới, hai mắt như sắp phun lửa, lúc trước hắn bày tư thế rất cao, vừa xuất hiện đã nói một câu có người muốn ta lấy tính mạng của ngươi, tràn ngập hương vị trang bức, nhưng ai ngờ lăng hàn ra bài không theo lẽ thường, cũng không hỏi là ai xuất thủ, không tức hổn hển giao thủ với hắn, ngược lại còn xem hắn như tiểu hài tử. Hiện tại, hắn tức điên lên, không được, hắn nhịn không được, xeo, hắn giết tới, đấm ra một quyền, lục oa cười hì hì, nàng thả người nhảy lên, nàng đón đỡ công kích của trang bất phàm. Một tiểu hài tử xứng giao thủ với hắn. Trang bất phàm hừ một tiếng, tiện tay phất một cái, muốn quét lục hoa sang một bên. Hắn xuất một trường có chừng mực, lực lượng cũng nhu hòa. Lúc hắn xuất trường liền giật mình, bỗng nhiên kịp phản ứng, điều kiện tiêu chuẩn khi tiến vào nơi này chính là trúc cơ cảnh. Cho nên, tiểu hoa nhi này chính là trúc cơ cảnh. Khốn kiếp, mới hai, ba tuổi đã là trúc cơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì suy nghĩ nên hắn biến chiêu quá chậm, lục hoa điều khiển lực lượng đáng sợ ập tới, dường như có thể hủy diệt tinh thần. Nàng chính là tiên thiên thần thể, chiến lực vượt xa trúc nhân cơ phổ thông. May mà lục hoa am hiểu ẩn thân, xuyên thấu, không có cường hóa phương diện công kích, nếu đổi thành đại hoa, quái lực và bạo lực của nàng phát huy, lực sát thương sẽ mạnh hơn gấp bội. Âm, đón đỡ một kích, trang bất phàm kêu la thảm thiết, hắn bay ngược về phía sau. Lục hoa vỗ vỗ hai tay, nàng tươi cười đi về, dùng giọng điệu ngây thơ nói. Kết thúc công việc nha, lang hàn gật gật đầu, Đi, trang bất phàm chỉ là một đứa bé, hơn nữa vừa rồi còn dùng nhu lực với lục hoa, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Dừng lại, trang bất phàm nhảy ra lần nữa, quất, ta vừa rồi chỉ chủ quan. Hắn không phục, lúc trước hắn cho rằng lục hoa quá nhỏ, cho nên hắn không phát huy ra một phần trăm thực lực, quả thật hắn bại quá oan uổng. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, người muốn ăn đòn sao? Lục hoa chỉ vào trang bất phàm, nói, thích trang bức như thế, không sợ bị xét đánh sao? khóe miệng trang bất phàm co giật, lăng hàn miệng độc, đứa bé cũng không kém hơn bao nhiêu. Quả nhiên không phải người một nhà, không thể ở chung nhà. Tay phải hắn chấn động, tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, ông, thân kiếm run run, toàn thân phát sáng, có đường vân phát sáng và tỏa ra uy áp đáng sợ. Thật muốn chơi, lăng hàn cười nói, đến chiến đi, trang bất phàm lớn tiếng nói, người có thể tiếp ta 10 chiêu, ta sẽ không giết ngươi. Tốt, Lăng Hàn bước đi, hắn lập tức xuất hiện trước mặt trang bất phàm thật nhanh trang bất phàm cảm thấy kinh hãi hắn không đến nổi không nhìn thấy bóng dáng lăng hàn nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh phản ứng của hắn cũng không chậm hắn vung kiếm đâm vào người lăng hàn tiên khí phát uy ký hiệu lưu chuyển lăng hàn cười nhạt một tiếng tay phải mở ra lại thu lại hắn thu tất cả kiếm khí vào trong lòng bàn tay muốn chết trang bất phàm cười lạnh oanh ký hiệu bên trong kiếm khí nổ tung uy lực được phóng thích hoàn toàn nhưng hắn lại khiếp sợ khi phát hiện, những năng lượng kia nổ tung trong tay Lăng Hàn nhưng không thể phá vỡ lòng bàn tay đối phương. Khốn kiếp, tay của ngươi làm bằng thứ gì, tiên kim đúc thành hay sao? Thế nào, Lăng Hàn giang hai tay ra, hắn hoàn toàn hóa giải kiếm khí vừa rồi. Trang bất phạm im lặng, đây là thực lực chênh lệch hay sao, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Ta không phải đối thủ của ngươi, hắn nói, trên gương mặt còn mang theo tiểu tụy và thất lạc. Lúc trước hắn quá đề cao chính mình, bởi vậy, mắt thấy tranh lệch giữa mình và Lăng Hàn quá lớn, hắn cảm thấy thất lạc. Lăng Hàn vỗ vai hắn, đánh không lại ta là chuyện rất bình thường, chẳng lẽ ngươi là Trúc Thiên Cơ, thậm chí là Trúc Cực Cơ. Ánh mắt Trang bất phàm sáng lên, hắn vừa tiến vào Trúc Cơ, cho nên đánh không lại thiên tài Trúc Thiên Cơ là chuyện rất bình thường. Không, ta mới vừa vào Trúc Cơ, Lăng Hàn nói, Trang bất phàm có cảm giác phải thừa nhận ngàn vạn tổn thương, tất cả mọi người đều vừa mới tiến vào Trúc Cơ. Thực lực hai bên đã tranh lệch thế lớn như thế, nói rõ thiên phú của hắn kém đến mức nào. Người đang an ủi người khác sao, ta vô địch cùng dai, cho nên, người cũng không cần đặt việc vừa rồi trong lòng. Lăng Hàn còn nói thêm, Trang bất phàm nhìn Lăng Hàn một chút, hắn cảm thấy trái tim đau đớn. Người mới là cao thủ Trang bức, có người nào dám nói mình vô địch cùng dai. Đánh nhau cùng cấp, người nhất định đánh không lại ca ca của ta. Hắn dùng sức nói, giống như hắn tin tưởng vững chắc sẽ là như thế. Ồ, Lăng Hàn cười một tiếng, Cà ca của ta bài danh hơn 8 vạn 8 ngàn trong sân thi đấu tinh võng. Trang bất phàm ngạo nghễ nói, Phốc, Lăng Hàn nhịn không được cười phun tới, hơn 8 vạn tên có gì đáng tự hào. Nhưng hắn đang thua hồi nụ cười, bởi vì Trang bất phàm đang dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn. Quả thật rất bất phàm, Bích Tiêu công chúa chen lời vào, sân thi đấu tinh võng là nơi tập trung võ giả khắp tinh không, có thể tiến vào bảng xếp hạng, không người nào không phải siêu cấp thiên tài nổi danh khắp tinh vực. Không sai, rốt cuộc trang bất phàm cũng tìm được cảm giác tri âm. Đừng tưởng rằng ca ca bài danh thấp, mặc dù là hơn 8 vạn người, nhưng đặt trong nửa tinh vực thì đó cũng là tồn tại đỉnh cấp, cũng là minh chứng tốt nhất. Lăng Hàn A một tiếng, nói, ca của ta là trúc cơ, hừ, ca ca của ta năm nay 29 tuổi, đã là chú đỉnh. Trang bất phàm ngạo mạn nói, Lăng Hàn đập tay vào gáy của hắn, tiểu hai tử, nói chuyện không khác gì ông cụ non. Trang bất phàm ôm đầu, hắn nhìn sang bích tiêu công chúa, hy vọng vị đại tỷ tỷ mỹ lệ này có thể quản lang hàn đừng cứ mãi xem hắn thành tiểu hài tử đáng tiếc bích tiêu công chúa không có khả năng giúp hắn chú đỉnh đấy lại không thể đánh nhau cùng cấp nhưng chờ sau khi kết nối tinh tế ta thật muốn giao thủ với hắn Lang hàn lẩm bẩm ngươi nhất định không phải đối thủ của ca ca ta trang bất phàm rất sùng bái huynh trưởng của mình ca của ngươi tên là gì về sau ta đi ước chiến hắn Lang hàn cười nói trang phi phàm lang hàn nhìn hắn nói ta phát hiện, gia tộc các người thật không biết xấu hổ. Một cái phi phàm, một bất phàm, đơn giản, người mới không biết xấu hổ. Trang bất phàm lớn tiếng nói, hắn phải bảo vệ tôn nghiêm của gia tộc. Đến đây, làm tiểu đệ của ta đi, Lăng Hàn xuất hiện ý tưởng bộc phát, chương 4154, cổ chiến trường. Trang bất phàm rất thích trang bức, chỉ 16 tuổi có thể trở thành trúc cơ, thiên phú của hắn không phải chỉ trưng cho đẹp. Đương nhiên, không thể so sánh với bảy tiểu hoa nhi, các nàng mọc ra từ hồ lô đằng. Ta mới không cần làm tiểu đệ của ngươi, trang bất phàm lớn tiếng phản đối. Ha ha, ngươi sẽ đáp ứng. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt vô cùng tà dị. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nội tâm trang bất phàm căng thẳng. Lăng Hàn tươi cười, ánh nắng hài hòa. Ta muốn treo ngươi lên cây, cởi quần ngươi ra và đánh đòn. Trang bất phàm hít thở dồn dập, quá ác độc, tại sao lại có người giống như vậy chứ? Thế nào, Lăng Hàn vỗ vỗ vai Trang bất phàm có làm tiểu đệ hay không? Làm, Trang bất phàm cắn răng nói một câu, nếu thật cởi chuồng hắn ra đánh đòn, hắn sẽ điên mất. Người gọi ta là cái gì? Lăng Hàn hướng dẫn từng bước, lão đại, Trang bất phàm nói nhỏ, cái gì? Lão đại, lần này giọng nói lại lớn hơn, Lăng Hàn cười ha ha, vừa rồi ta chỉ đùa mà thôi, thật ra ta là người chính trực, làm sao có thể cởi quần ngươi ra đánh đòn chứ? Hắn vừa nói lời này, ba người bích tiêu công chúa, lục hoa, Trang bất phàm đồng thời nuốt nước bọt. Ngươi làm được, nhất định, Lăng Hàn nháy mắt vài cái, tín dự của mình xuống thấp như vậy từ khi nào, ngay cả lục hoa cũng không tin mình. Được rồi, hắn không quan tâm, Lăng Hàn vừa thu một tiểu đệ, tâm tình của hắn không tệ, hắn mượn liên tiếp khí của Trang bất phàm nhưng không cách nào kết nối tinh võng. Không thể kết nối trong bí cảnh, Trang bất phàm giải thích nhưng trong lời nói mang theo mùi vị chế diễu. Lăng Hàn vỗ vai đối phương, đến, lặp lại lần nữa trang bất phàm cảm thấy bờ vai đau đớn hắn vội vàng nói lão đại trong bí cảnh không có kết nối hắn nói chuyện cung kính hơn rất nhiều lăng hàn thỏa mãn gật gật đầu hắn ném liên tiếp khí cho trang bất phàm nếu không thể kết nối như vậy mọi người cũng không thể dùng như vậy thông tin sẽ trở về trạng thái nguyên thủy hoặc mặt đối mặt hoặc đánh ra đạn tín hiệu hơn nữa khoảng cách không thể quá xa lần này có rất nhiều người tới tham gia bí cảnh chẳng những không thiếu cao thủ hơn nữa sẽ có rất nhiều người liên thủ với nhau nhưng sau khi tiến vào sẽ bị tách ra, ta thấy bọn họ rất khó tụ tập với nhau lần nữa. Dù sao cảnh giới của ta hơi thấp, nếu gặp phải thiên tài tam tinh đến tứ tinh trúc cực cơ, trừ phi vận dụng hỗn độn cực lôi tháp trợ giúp, bằng không hắn không địch nổi. Hơn nữa, đối thủ càng nhiều, ta càng đau đầu. Hiện tại thừa dịp những người đó còn chưa tụ tập lại với nhau, hoặc là tranh thủ thời gian tìm kiếm thánh nhân truyền thừa, hoặc là đánh tan từng người trong bọn họ, không thể kéo dài thời gian quá lâu. Lang Hàn nói thầm trong lòng. Bốn người bọn họ đi một lúc nhưng hoang nguyên quá lớn, hơn nữa nhìn khắp nơi đều là hoang nguyên bát ngát, cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng. Lang Hàn quyết định phân tán hành động, cùng dò xét phương hướng phía trước, sau đó lại trở về tụ hợp với nhau. Bốn người phân phó phương hướng khác nhau, lúc này đều biến mất phía chân trời. Lang Hàn cũng không quan tâm trang bất phàm có trở về hay không, ngược lại hắn thu đối phương làm tiểu đệ cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Hắn ngự khí bay, nơi này không bị lực lượng thiên địa áp chế, muốn bay cũng không thành vấn đề. Lăng Hàn không có bay về phía trước, hắn bay thẳng lên bầu trời. Hắn bay chừng một giờ, hắn liền phát hiện không thể tiến lên được nữa. Trên bầu trời có hào quang màu vàng bao phủ, hào quang ngăn cản hắn đi tiếp, từ đó tạo thành từng vết kim tuyến, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong kim tuyến chính là hoa văn huyền ảo. Đây là trận pháp của thánh nhân, người bên trong không ra được, người từ bên ngoài lại không nhìn thấy tinh thể này tồn tại. Lăng Hàn rất hiếu kỳ, nhưng thủ đoạn thánh nhân không phải hắn có thể khám phá, sau khi nghiên cứu một lúc, hắn không sờ được một chút đầu mối nào nên đành hạ xuống. Hắn tiến lên phía trước, qua thời gian chừng nửa ngày, rốt cục hoang nguyên xuất hiện biến hóa. Đây là cổ chiến trường sao? Lăng Hàn nhìn thấy phía trước có thật nhiều thi cốt, còn có chiến giáp, binh khí, tấm gương sứt mẻ, từ đó có thể thấy quy mô đại chiến lúc trước vô cùng kinh người. Hắn không phải người chạy tới đầu tiên, trước đó đã có không ít người tiến vào khu vực cổ chiến trường, bọn họ đang lựa chọn chiến giáp cùng binh khí. Nhưng niên đại của binh khí quá xa xưa, cho dù chiến giáp và binh khí đều rách nát không chịu nổi, hơn nữa bọn họ cũng không phải nhóm người đầu tiên tiến vào nơi này, nếu thật có thứ gì đó giá trị, chắc chắn không tới lượt bọn họ. Lăng Hàn, có người trở về và thấy được hắn, tên này cười lạnh, nói. Mặc dù bản thiếu chướng mắt treo thưởng, nhưng người tự mình đưa tới cửa, ta không ngại kiếm thêm thu nhập. Đối phương là một nam tử trung niên dáng người cao lớn, hắn dùng tư thế ngạo mạn nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt, nói, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Các ngươi cho rằng ta là người dễ khi dễ sao, chỉ là tiểu nhân vật trên tinh thể lạc hậu, chỉ một chiêu của ta là có thể giải quyết. Đối phương giết tới gần, hắn vươn tay muốn đập nát đầu Lăng Hàn. Lăng Hàn vươn tay bắt lấy cổ tay đối phương, cái gì, nam tử trung niên vô cùng kinh hãi, hắn vội vàng dùng lực giấy ruộng, bàn tay Lăng Hàn như mọc rễ trên cổ tay của hắn, hắn không thể nhúc nhích chút nào. Con người của ta luôn luôn rất dễ nói chuyện, các người không gây phiền phức cho ta, ta cũng không bận tâm tới các ngươi. Lang Hàn nói, hắn không nhìn nam tử trung niên kia, hắn đảo qua cổ chiến trường, cũng nhìn đám người chung quanh. nhưng không có nghĩa ta không giết người. oanh, thiên đạo hỏa bộc phát, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ nam tử trung niên. a, à, nam tử trung niên kia kêu la thảm thiết, chuyện này diễn ra trong nháy mắt, hắn không kịp kêu la thảm thiết, thân thể hắn đã bị thiêu cháy sạch sẽ. không ít người sợ hãi, đối với phần lớn người một ngàn đạo thạch xem như một ít tiền, nếu thuận tay có thể lấy, như vậy ai cũng có thể vươn tay lấy, nhưng nếu làm thế lại gặp nguy hiểm tính mạng, bọn họ sẽ không để ý. Hóa ra, Lăng Hàn không chỉ là trận sư thiên tài, thực lực bản thân hắn cũng mạnh đến mức kinh người. Hắn không trêu chọc thì tốt hơn, nhưng có người kiêng kỵ, tự nhiên cũng có người xem thường. Chỉ là tiểu tử vừa bước vào trúc cơ, một tên nam tử trung niên áo lam đi nhanh, bên miệng còn mọc ra một cái mang cá, dáng vẻ của hắn rất quỷ dị hiển nhiên, nguyên hình của hắn là cá, tôm, cua, sau đó hóa hình không triệt để nên lưu lại mang cá. Ta sớm nhìn ngươi không vừa mắt, bởi vì ngươi chỉ trốn trong đế đô không ra, hiện tại không có trần phong viêm bảo vệ ngươi, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trung niên áo lam lên tiếng, hắn xuất trưởng đánh vào đầu Lăng Hàn. Lăng Hàn vùng quyền ngăn cản đối phương, ầm, hai lực lượng va chạm sinh ra chấn động rất mạnh, rất nhiều hài cốt, xương cốt và tàn phiến bay loạn các nơi. Hai người không phân cao thấp, quả nhiên bất phàm, chỉ là trúc nhân cơ lại có thể địch lại lực lượng trúc cực cơ đỉnh phong. Trung niên áo lam cười lạnh, nói, đáng tiếc, ta cũng không phải trúc cơ, mà là chú đỉnh cảnh. Hắn lại tấn công lần nữa, chương 4155, giết một người dân trăm người. Trung niên áo lam giết tới gần, hắn lại vươn tay tấn công lăng hàn, oanh, trong kinh lực ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, còn có khí thức vượt xa trúc cơ cảnh. Hắn là chú đỉnh cảnh, mặc dù nơi này áp chế cảnh giới, chú đỉnh tới cũng chỉ có thể phát huy lực lượng trúc cơ đỉnh phong, dù sao chú đỉnh cũng là chú đỉnh, hắn vẫn có một ít ưu thế, ví dụ hắn có thể lợi dụng lực lượng tiên đỉnh trong cơ thể. Khí tức đáng sợ là tiên đỉnh phát huy, tạo thành khí tức vượt xa trúc cơ, có thể áp chế trúc cơ. Nếu đặt ở bên ngoài, khí tức vừa rồi có thể làm chín thành trúc cơ mất đi chiến lực hoàn toàn, đây là áp chế cấp độ sinh mệnh, giống như xài lang gặp hổ báo đều run rẩy. Nơi này áp chế cảnh giới, uy thế tiên đỉnh không lớn như vậy, nhưng nó vẫn có lực uy hiếp nhất định với người cảnh giới trúc cơ, ít nhất có thể giảm bớt hai ba thành chiến lực của trúc cơ. Đây chính là nguyên nhân trung niên áo lam lại ra tay với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, ngươi là tù phạm trong lồng giam, vừa nói chuyện, hắn xuất quyền đáp trả, khí tức trầm ổn, hoàn toàn không bị uy áp của tiên đỉnh áp chế. Hắn xây tiên đạo cơ thạch vô cùng kinh khủng, ngay cả trời cao cũng phải phát uy xóa đi, hắn có thể bị uy áp của tiên đỉnh áp chế hay sao? Có thể nói, khi tức thánh nhân có thể vì tiện đánh chết Lăng Hàn, cho dù đại đế hiện thân, Lăng Hàn cũng không có khả năng khuất phục. Bởi vì tiên cơ của hắn cực kỳ vững chắc, không ai có thể giao động tiên cơ của Lăng Hàn. Oanh, hai người quyết đấu lần nữa, lần này cũng là cuộc diện ngang tài ngang sức. Trên mặt Trung Niên áo lam lộ ra vẻ mặt kinh hãi, Lăng Hàn không bị tiên đỉnh của mình ảnh hưởng, chiến lực của hắn không yếu đi chút nào. Rất cổ quái, tiên đỉnh áp bách nhân đạo cơ thạch lớn nhất, tiếp theo là thiên đạo cơ thạch, còn nếu là cực đạo cơ thạch cái lực ảnh hưởng vô cùng nhỏ bé. Cho dù ảnh hưởng nhỏ thế nào cũng không giống Lăng Hàn hiện tại, Lăng Hàn không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn áp chế kinh hãi trong lòng, nói, không sai, ta xuất thân từ lồng giam, trong mắt ta, ngươi chỉ là kẻ cặn bã, nếu không có Trần Phong Viêm bảo vệ ngươi, chỉ bằng vào ngươi có thể diễu võ dương oai trước mặt chúng ta. Trên người ngươi mang theo bí bảo nào đó, không ngờ có thể ngăn cản tiên đỉnh của ta áp bách. Hắn lại lên tiếng châm ngòi, hắn vừa nói ra lời này, đám người chung quanh lập tức nhìn sang bí bảo có thể chống cự tiên đỉnh chèn ép nó rất thực dụng đừng nói nơi này sau khi ra ngoài gặp được chú đỉnh cảnh cũng có một phần khả năng chạy thoát bởi vì tiên đỉnh vừa xuất hiện trực tiếp áp chế bản chất sinh mệnh trúc cơ cảnh sẽ sợ hãi run rẩy cũng không có khí lực và suy nghĩ bỏ chạy đương nhiên Lăng hàn sẽ không nói hắn có tiên đạo cơ thạch lấy nguyên mẫu từ viễn cổ tiên môn tiễn người lên đường hắn quát lớn hắn vận dụng yêu hầu quyền trên nắm đấm bao phủ một tầng thiên đạo hỏa 108 trọng kinh lực chồng lên tần suất công kích, uy lực một quyền này mạnh thế nào? Oanh, 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 từng quyền mang theo uy thế phần thiên diệt địa. Trung niên áo làm có thể vận dụng uy áp tiên đỉnh, nhưng áp chế cảnh giới nên uy áp biến thành vô dụng, kỳ thật hắn không khác gì chút cực cơ đỉnh phong phổ thông, áp chế của hắn lên người lăng hàn rất nhỏ bé. Trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, hắn đã hối hận, sớm biết như vậy, hắn sẽ không nhảy ra làm gì. Hối hận sao? Lăng hàn thản nhiên nói, đáng tiếc, đã muộn rồi. Đối mặt với trào phúng như thế, nam tử trung niên áo lam đỏ mặt, hắn lâm vào tình thế nguy hiểm tính mạng, hắn không quan tâm tới tôn nghiêm của mình, nói. Dừng tay, dừng tay, ta lập tức quy hàng huyền Bắc Quốc, người không thể giết ta. Lang Hàn cười nhạo, đáng tiếc, ta hiện tại không phải phủ chủ ngoại vụ phủ huyền Bắc Quốc, ta chỉ là mạo hiểm giả bình thường mà thôi. Ai muốn giết ta, ta sẽ giết kẻ đó, cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không dùng được. Hắn cường thế công phạt, Hắn chỉ dùng vài chiêu là đánh tên trung niên áo lam thành cạn bã. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều người lắc đầu, chắc hẳn tên nam tử áo lam kia tới chết cũng rất hối hận. Nếu như ở bên ngoài, hắn tùy ý dùng ý niệm cũng có thể giết Lăng Hàn, hiện tại hắn bị Lăng Hàn đánh chết. Thám hiểm trong bí cảnh cực kỳ nguy hiểm, cảnh giới cao cũng có thể chết trong tay người cảnh giới thấp. Lăng Hàn nhìn sang đám người chung quanh, hắn nói, còn có ai muốn cái đầu trên cổ của ta hay không? Tất cả mọi người làm như không nghe thấy. Lúc này, bọn họ đều làm việc của mình, nếu gật đầu sẽ đối địch với Lăng Hàn, làm thế rất ngu xuẩn, nếu lắc đầu chẳng khác gì cúi đầu trước Lăng Hàn, bọn họ không muốn mất mặt như thế, cho nên chỉ có thể làm như không nghe thấy. Lăng Hàn đi lại trên chiến trường, ánh mắt hắn lóe sáng, có thể bởi vì khắp nơi đều là xương trắng, lại có cảm giác cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn binh khí và chiến giáp chung quanh, lắc đầu, đều rách tung tóe, đều không thể sử dụng được. Tiếp tục đi tới, Lăng Hàn muốn xem cuối chiến trường này là cái gì hắn tăng tốc bước đi, đột nhiên hắn cảm thấy bước chân đau đớn, Lăng Hàn cúi đầu nhìn xuống. Lăng Hàn nhìn thấy quần áo đã rách nát, hắn vừa mới ra tốc nên bị không khí xé nát. Tại sao không khí có lực phá hoại đáng sợ như thế? Lăng Hàn âm thầm trải nghiệm lần nữa, nội tâm có lĩnh ngộ, không phải không khí sắc bén, mà là không khí có một loại sát khí, sát khí ma sát rất mạnh tạo ra lực phá hoại không nhỏ. Hắn mở màn sáng tinh thần ra, sau đó di chuyển chậm lại nhưng cũng giữ vận tốc gấp hai lần âm thanh, hắn nhìn thấy trong không khí có rất nhiều lưỡi đao xé rách màn sáng tinh thần trong nháy mắt. Lăng Hàn lại thả chậm tốc độ, màn sáng tinh thần duy trì tốc độ hao tổn và khôi phục, vẫn duy trì hiệu quả màn sáng. Mặt trời lặn, sắc trời bắt đầu tối lại, không biết nơi này nằm trong góc nào trong tinh không, mặc dù nhìn thấy mặt trời nhưng mặt trăng không tồn tại, bởi vậy, thời điểm mặt trời biến mất phía chân trời, toàn bộ thiên địa biến thành một vùng tối tăm, chỉ còn lại những ánh sao nhỏ đang tỏa sáng. Hà, đột nhiên Lăng Hàn dừng bước, hắn cảm ứng có khí tức quỷ gì tới gần. Nhưng bốn phía im ắng, tại sao hắn lại có cảm ứng như thế? Lăng Hàn cực kỳ tự tin vào trực giác của mình, hắn mở nhãn thuật ra quan sát, lúc này lại nhìn khắp bốn phía. Sau khi bước vào tiên đồ, nhãn thuật của hắn có tiến bộ kinh người, hắn có thể nhìn thấu tất cả ảo diệu, có thể nhìn thấu rất nhiều đồ vật rất nhỏ, hắn lập tức phát hiện điểm không đúng. Giữa thiên địa có từng tia khí thức bay lên giống như sương mù. Tạp, một âm thanh rất nhỏ lại vang lên, nếu không phải Lăng Hàn hết sức chăm chú lắng nghe, hắn vô cùng khả năng không nghe thấy, cho dù nghe thấy hắn cũng sẽ bỏ qua. Nhưng bây giờ, hắn phát động nhãn thuật nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh người, đó là một bộ hài cốt đang chậm rãi đứng lên, nó đã gãy mất một chân nhưng có thể dùng thanh đao dì xét chống đỡ thân thể, dựa vào một cái chân khác đứng lên, ông, trong hốc mắt xuất hiện hai đám hỏa diễm. Ách, gặp quỷ, chương 4156, huyết chiến thi hài. Một thi thể không biết chết bao nhiêu năm tháng, đột nhiên nó lại đứng lên. Nháo quỷ, chẳng lẽ nơi này có lực lượng vô danh trèo trống, có thể giúp người chết sống lại. Lăng Hàn có khuynh hướng cái sau, hắn không cảm ứng được bất kỳ linh hồn ba động nào ở chung quanh, hài cốt được lực lượng nào đó trèo trống nên đứng dậy. Tạp tạp tạp, tiếng vang không dứt, vô số thi hài đang bò dậy, chúng còn khoác áo giáp rách nát, hai hốc mắt còn có hỏa diễm âm u đang chập chờn. Những thi hài kia để mắt tới Lăng Hàn, binh khí trong tay chúng nhắm vào hắn, sát ý sôi trào giống như hóa thành thực chất. Oanh, cách đó không xa, mặt đất vỡ ra, hắn nhìn thấy một tên kỵ sĩ xuất hiện, dưới thân hắn có chiến mã khô lâu cao ba trượng, tên kỵ sĩ cũng không tốt hơn điểm nào, toàn thân chỉ còn lại xương trắng, chỉ có một bộ phận thân thể bao phủ trong khải giáp. Cho dù như thế, kỵ sĩ khô lâu vẫn tỏa ra khí thế cường đại, khí thế bén nhọn giống như hóa thành thực chất quấn quanh chiến mâu hắn đang cầm trong tay. Giống như cả bầu trời đang áp xuống, hắn có thể nhìn rõ chiến mâu giết, kỵ sĩ khô lâu lạnh lùng quát lớn, ngay sau đó đại quân thi hài lao thẳng về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vận dụng sát khí xung kích tấn công, hắn không thu được hiệu quả nào. Đại quân thi hài nơi này đều là tử vật không có linh hồn, chúng có thể hành động là vì có lực lượng vô danh trèo trống, bởi vậy sát khí xung kích vô hiệu với chúng. Vậy thì đổi biện pháp khác, úm, Lăng Hàn quát lớn, hắn phát động lục tự minh vương chú. Phật âm cuồn cuộn, nhưng vẫn không có một chút xíu hiệu quả nào việc này cũng ấn chứng suy nghĩ của lăng hàn mặc dù đại quân thi hài rất dọa người nhưng cũng không phải quỷ vật cho nên thiền âm của phật tộc không có tác dụng với chúng oanh đại quân thi hài giết tới đao khí kiếm khí đánh tới lăng hàn mở màn sáng tinh thần bảo hộ thân thể ầm 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 những khí kình kia bị ngăn cản bên ngoài nhưng màn sáng tinh thần cũng tiêu hao rất nhiều chỉ cần tùy tiện đụng một cái màn sáng sẽ vỡ vụn đương nhiên lăng hàn sẽ không ngồi chờ chết cho dù hắn ngu xuẩn hơn nữa cũng không dừng lại ở nơi này bị nhiều đại quân thi hài công kích như vậy, cho dù hắn mạnh hơn nữa cũng bị oanh kích thành cặn bã. Hiu hiu hiu, hắn thi triển thân pháp nhảy ra khỏi vòng vây, nhưng nơi này khắp nơi đều có thi hài, cho dù Lăng Hàn chạy đến đâu cũng chỉ có thể chiến đấu mà thôi. Vậy thì chiến, Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn phát động yêu hầu quyền tấn công, hắn oanh kích phi thường mạnh mẽ. Nhưng đại quân thi hài đều có thực lực trúc nhân cơ, chúng liên thủ oanh kích sẽ vô cùng cường đại, nhưng lực phòng ngự lại tương đối tương đối cặn bã, cho dù bị lực quyền của lăng hàn quét qua xương trắng bay tán loạn chúng bị hắn đánh thành cạn bã oanh thực lực của hắn bây giờ cực kỳ đáng sợ hắn đấm ra một quyền lực quyền có thể duy trì lực sát thương vô cùng cường đại dưới một quyền này khu vực phía trước trống ra một mảng lớn hắn cực kỳ bá đạo chiến lực khủng bố đại quân thi hài sử dụng số lượng thủ thắng chúng như sóng biển ập tới không ngừng tấn công lăng hàn những khô lâu binh kia không có tình cảm không biết đau đớn chỉ biết chiến đấu chúng chính là cổ máy chém giết không mệt mỏi, mấu chốt là số lượng chúng rất nhiều. Cổ chiến trường này lớn bao nhiêu, tất cả đều là thi hài, hiện tại mỗi con đều bỏ ra, cũng không còn khu vực trống, hắn làm sao chạy thoát. Đổi thành người khác chắc chắn vừa định vừa lui, muốn rời khỏi cổ chiến trường này bởi vì nhân lực có hạn. Nhưng Lăng Hàn lại không lùi, nếu như chỉ luận lực lượng, hắn có thể sánh ngang chút cực cơ đỉnh phong, nhưng nói đến bí lực dự trữ, hắn có thể khiêu chiến hóa linh chân quân hoặc giáo chủ, không có biện pháp, trong người hắn có vô số vị diện, đều hóa thành bí cảnh của hắn. Đến chiến, chiến chiến chiến, oanh, 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 từ khi Lăng Hàn bước vào thiên đồ, hắn còn chưa từng chiến đấu thống khoái như thế, hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, đây chính là đế binh hình thức ban đầu, hỗn độn khí phòng ngự mạnh đến mức, chỉ sợ lực lượng trúc cực cơ phải oanh kích vài lần mới có thể phá vỡ, cho nên nó có thể bỏ qua công kích của trúc nhân cơ, nhưng bây giờ lăng hàn chỉ muốn chiến đấu chỉ muốn dùng xong quyền bình định tất cả có thể không cậy vào ngoại lực cũng không cần cậy vào cho dù là pháp khí của mình cũng không được cường độ chiến đấu rất lớn đổi lại thành trúc cơ cho dù là trúc cực cơ nhiều lắm chỉ mất thời gian 2-3 tháng là kiệt lực nhưng nếu không có chút áp lực nào lăng hàn có thể chiến đấu suốt mấy tháng đương nhiên bí lực có thể duy trì hay không lại là một chuyện nhưng nếu suy nghĩ tới cực hạn của thân thể nói mấy tháng thì quá khoa trương nếu chỉ mấy ngày thì không sao cả khổ chiến một đêm vào lúc dạng sáng tiên nắng ban mai đầu tiên chiếu sáng mặt đất dường như tất cả thi hài đã mất đi động lực bọn chúng té xuống đất và hóa thành tử vật trời đã sáng lăng hàn nhìn ánh nắng trói trang hắn nghĩ thầm đám thi hài chỉ hoạt động vào ban đêm nhưng ý nghĩa tồn tại của chúng là gì a à, hắn sững sờ hắn nhìn thấy một vệt sáng bao phủ mình sau đó lưu lại lạc ấn trên cổ tay nó lóe lên rồi biến mất rốt cuộc xảy ra chuyện gì lăng hàn sờ lên cổ tay đóng lạc ấn cho hắn chơi rất vui sao còn không bằng cho chút chỗ tốt ví dụ tu vi tăng lên thật lớn lúc này mới thực dụng hắn ngồi xếp bằng xuống dự định tu luyện hắn phát hiện lực lượng thiên địa tại nơi này rất yếu hoàn toàn không đủ cho hắn tu luyện chỉ có thể đủ cho hắn khôi phục bí lực đó là bởi mặt đất dưới chân không phải là tinh thể nó chỉ là mảnh vỡ của tinh thể mà thôi chỉ có thể xem như thiên thạch hơi lớn sao lăng hàn lại ăn một viên thanh mộc bổ linh đan nếu không thể trông cậy vào lực lượng thiên địa hắn chỉ có thể dựa vào đan dược hắn sử dụng đại nhật liên hoa quyết thôi động dược lực hiệu quả của ngân long ngư cũng phát huy bởi vậy cho dù không có lực lượng thiên địa hỗ trợ tu vi của lăng hàn cũng tăng lên rất nhanh nhân đạo cơ thạch của hắn càng ngày càng lớn ngay từ đầu tiên cơ lớn bằng hạt đậu nành hiện tại nó đã lớn bằng đầu người có thể xem tiên cơ như pháp khí niệm lực có thể thu nhỏ kích thước nhưng phân lượng lại cực nhẹ bởi vậy cho dù dùng nó công kích, hiệu quả cũng không sánh bằng pháp khí niệm lực. Nói như vậy, cực hạn của nhân đạo cơ thạch giống như một cái nắp giếng, Lăng Hàn phải tu luyện suốt mấy tháng mới đạt tới trúc nhân cơ đỉnh phong. Hắn không phải trúc cơ cảnh đỉnh phong, bởi vậy nhân đạo cơ thạch của hắn có thể đạt tới mức độ nào, hắn không biết. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định lui trở về lần nữa, hắn muốn tụ hợp với lục hoa, bích tiêu công chúa, trang bất phàm, sau đó lại tới nơi này và xông qua cổ chiến trường. Chương 4157, bài danh trước 29 vạn. Lăng Hàn quay trở lại địa phương gặp Bích Tiêu công chúa ban đầu, không lâu sau, hắn nhìn thấy Bích Tiêu công chúa, Lục hoa xuất hiện, nhưng Bích Tiêu công chúa không đi một mình, bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi khí vũ yên ngang mang theo vũ khí. "A, à, ngươi là ai?" Không chờ Lăng Hàn nói chuyện, nam tử trẻ tuổi kia lên tiếng quát hỏi Lăng Hàn, lời nói vô cùng ác liệt, hiển nhiên hắn tràn ngập địch ý với Lăng Hàn. Lăng Hàn hiểu ra, thời điểm bích tiêu công chúa đi một mình và bị tên kia gặp được có lẽ hắn si mê nhan sắc của nàng cho nên vẫn đi theo bích tiêu công chúa bây giờ nhìn thấy nàng hẹn hò với nam tử khác hắn cực kỳ tức giận không có quan hệ gì tới ngươi hắn thản nhiên nói a à, ta đã biết ngươi chính là gia hỏa bị treo thưởng, tên là lăng hàn nam tử trẻ tuổi kia nhanh chóng nhận ra thân phận của lăng hàn hắn hử một tiếng nói bản thiếu không muốn giết vô danh tiểu tốt như ngươi như vậy sẽ bị người khác cho rằng ta tham một ít đạo thạch kia, nhanh cút cho ta. Không biết xấu hổ, lục oa nói, phụ thân, đánh hắn, đánh hắn tới khi mẫu thân hắn cũng không nhận ra. Ai, ngay cả lục oa cũng biến thành bạo lực cuồng. Lang hàn quay đầu lại, hắn nói, dạy qua các người bao nhiêu lần, chúng ta phải lấy đức phục người. Bích tiêu công chúa khinh bỉ hắn, người còn lấy đức phục người. Không nên quá bạo lực, Nam tử trẻ tuổi kia cũng bị lời nói của Lăng Hàn và Lục Hoa chọc giận, điềm nhiên nói. Người thật to gan, dám làm càn trước mặt triển hoành ta. Người có biết ta là ai không? Lăng Hàn cười nói, biết, ngươi không phải đã nói mình tên là triển hoành sao? Đúng, đúng thế, triển hoành sững sờ, nhưng dù sao hắn cũng có cảm giác là lạ. Có phải phụ mẫu người muốn triển khai hoành đồ bá nghiệp hay không, cho nên mới gọi ngươi là triển hoành? Lục Hoa hỏi, nhưng tên của ngươi lại trái ngược với tương lai của ngươi, ví dụ như có người tên là trường sinh bình thường sẽ không trường sinh mà là chết sớm nàng đang nói gì thế ta tên là triển hoành trái ngược với tên của ta chính là không làm nên trò trống gì ánh mắt triển hoành lạnh như băng hắn trầm giọng nói dám nói những lời không tốt trước mặt ta xem mặt mũi của bích tiêu cô nương ta không chấp nhận với ngươi cút đi cho ta lang hàn tươi cười nhìn sang bích tiêu công chúa ngươi biết tên ngu ngốc này không bích tiêu công chúa nhún vai một cái nói là hắn đi theo ta làm cách nào cũng không bỏ hắn lại được nàng cũng có ý làm sáng tỏ với lăng hàn ta không có ý trêu chọc hắn hỗn đản triển hoành hét lớn một tiếng hắn xông lên chém giết lăng hàn hiển nhiên hắn không chỉ muốn đánh lăng hàn đơn giản như vậy mà là ôm ý niệm giết người trong tay hắn cầm một thanh huyết đao hắn chém vào người lăng hàn Xoát, đao khí tung hoành và hóa thành tia sáng cực kỳ đáng sợ lăng hàn phát động độ tiên chỉ sau đó hắn lui ra ngoài ầm chỉ kinh đụng phải đao khí, chỉ kinh không thể ngăn nổi đao khí, chỉ kinh bị gọt vỡ, đao khí vẫn chém về phía trước. Triển hoành tươi cười đầy khinh thường, thực lực của hắn mạnh cỡ nào, đâu phải loại vô danh tiểu tốt như lang hàn có thể địch nổi. Âm, đao khí chém tới, ánh sáng chói mắt còn mang theo năng lượng nổ lớn. Một người chết, triển hoành nói thầm, thực lực lang hàn yếu như thế mà dám làm càn trước mặt mình, đúng là không biết sống chết. Nhưng lúc năng lượng sôi trào biến mất, hắn lại kinh ngạc phát hiện bởi vì Lăng Hàn vẫn đứng tại chỗ, trên người tỏa ra ánh hào quang và bao phủ hắn vào trong. Không chết, chẳng những không chết, hơn nữa còn không tổn thương chút nào. Lăng Hàn vận chuyển công pháp nào đó ngăn cản đao khí hay sử dụng bảo khí. Triển hoành khôi phục tinh thần, chỉ ngăn cản một đao của hắn mà thôi, có thể nói, thực lực của đối phương miễn cưỡng tạm được. Không sai, có thể ngăn cản một đao của ta, người trong trúc cơ cũng tính là cao thủ. Hắn cao ngạo nói một câu. Ta bài danh hơn 29 vạn trong sân thi đấu tinh võng, ta bài danh trước ba trong thế hệ trẻ tại Lâm Dương Tinh. Lăng Hàn bật cười, bài danh 20 mấy vạn, còn dám nói mình là cao thủ. Ngươi ngớ ngẩn sao, triển hoành lắc đầu, thật sự là thổ dân vô tri lạc hậu. Ngươi không biết tinh không lớn cỡ nào, không biết số lượng tu giả có bao nhiêu, trúc cơ là bậc thang đầu tiên trên tiên đồ, số người cũng nhiều nhất. Không ngại phổ cập cho ngươi biết, tổng số lượng trúc cơ nhiều hơn 100 tỷ, chỉ cần ngươi đứng trước 100 ngàn, người đã là thiên tài vạn người chọn một. Một cái tinh thể có bao nhiêu trúc cơ? Chỉ khoảng 10 vạn, cho nên lúc hắn nói mình bài danh 20 mấy vạn, nếu đặt trên tinh thể nào đó, thành tích này đủ chen vào hàng ngũ trước ba người đứng đầu, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Lăng Hàn thở dài, hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn đối phương. Ta không ngờ ngươi lắm lời như vậy, ta không hỏi ngươi, ngươi nói một đống lớn lời như vậy làm gì. Triển hoành há hốc mồm, có người nói hắn ngớ ngẩn. Ngươi không có nghe ta giải thích sao, Ta là tồn tại bài danh 29 vạn trong tinh không, đặt trong tinh thể nào cũng là siêu cấp thiên tài bài danh trước ba, người không tôn kính hoặc sợ hãi tẻ ra quần sao. Người còn dám nói ta lắm lời. Hắn mất kiên trì, lại vùng đao chém tới lần nữa, lần này, hắn muốn đánh Lang Hàn thành cặn bã. Lăng Hàn cười nhạt, hắn phát động yêu hầu quyền, dường như thời đại nguyên thủy hồng hoang, một con yêu hầu xuất hiện như muốn đục thủng bầu trời. Âm, nắm đấm của hắn mang theo thiên đạo hỏa, hắn sử dụng quyền pháp ngăn cản pháp khí muốn chết, triển hoành cười lạnh, cho dù chiến lược của ngươi cao hơn ta, nhưng sử dụng nhục quyền ngăn cản pháp khí lại là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Ngay sau đó hắn khiếp sợ, bởi vì lưỡi đao chảm lên nắm tay lăng hàn lại không có máu tươi bắn tung tóe, ngược lại còn có lực lượng hùng hậu đánh tới, chui thẳng vào trong cơ thể, dường như muốn phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Càng đáng sợ chính là, bí lực hộ thể của hắn đối mặt với hỏa diễm chẳng khác gì thủng rỗng kêu to. Hắn vội vàng lui lại nhưng đã chậm, hỏa diễm hòa tan bí lực hộ thể của hắn, Lực quyền của Lang Hàn liên tục oanh kích và tạo thành tổn thương trực tiếp Oa, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi Máu vẫn chưa rơi xuống mặt đất thì hóa thành hơi, bốc hơi sạch sẽ T, hắn hoảng hốt, là hỏa diễm gì lại mạnh như vậy, uy lực khủng khiếp như thế Đây chính là chiến lược trước ba trong tinh thể hay sao Lang Hàn cảm thấy thất vọng Mặc dù chỉ một câu đơn giản nhưng đối với triển hoành mà nói Câu nói này giống như cây đao đâm thẳng vào lòng hắn Ghê tởm, ghê tởm hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn. Vậy ngươi lãnh giáo huyết sát đao của ta một chút, ba đạo phong ấn, mở hoàn toàn. Hắn liên tục điểm vào huyết đao của mình, oanh, thanh huyết đao nhìn như bình thường lại bộc phát huyết quang ngập trời, nó phóng thẳng lên trời, sát khí đáng sợ bộc phát như thủy triều. Chương 4158, khí trung chi đế. Huyết đao mở ra tất cả phong ấn, sát khí sôi trào sông thẳng tầng mây. Triển Hoành lộ ra vẻ mặt ngạo nhiên, đây chính là bảo khí tổ truyền của Triển gia bọn họ, mặc dù phẩm giai không cao nhưng mỗi thế hệ kiệt xuất của triển gia đều sử dụng, lúc chém vào thân địch nhân, huyết đao sẽ uống máu đối thủ. Giết chóc vô số năm, cây đao này không biết uống bao nhiêu máu người, cũng tạo thành sát khí vô cùng vô tận. Bình thường đều là phong ấn trong đao, tránh sát khí bộc phát ra ngoài, khi đó thanh đao hết sức bình thường, nhưng một khi mở phong ấn hoàn toàn, huyết đao sẽ trở thành pháp khí mạnh nhất trong chút cơ cảnh. Nhưng sau khi mở phong ấn, sát khí sẽ sói mòn, đây là chuyện không có cách nào triển hoành cũng tiếc hận nhưng hắn lại kiêu ngạo một chút hắn là truyền nhân kiệt xuất trong triển gia thế hệ này cho nên hắn mới có tư cách vận dụng huyết sát đao có thể ép ta mở phòng ấn huyết sát đao người có chết cũng không tiếc hắn không có lãng phí thời gian lập tức xiết về phía lăng hàn oanh sát khí không ngừng lưu chuyển cho dù là bích tiêu công chúa cũng không dám đối chiến chính diện gương mặt xinh xắn của nàng tái nhợt trái tim như bị bàn tay lạnh bốt xiết chặt nàng có cảm giác cực kỳ khó chịu nàng còn như thế lăng hàn thì sao Bích Tiêu Công chúa cảm thấy hoảng hốt, nàng quan tâm sẽ bị loạn, ngón tay nắm chặt thành quyền, nàng rất khẩn trương. Lang Hàn không đặt sát khí vào trong lòng, ý chí của hắn vô cùng kiên định, tiên cơ lại cực kỳ vững chắc, chỉ có hắn chấn nhiếp người khác, người khác làm sao có khả năng ảnh hưởng đến hắn? Oanh, oanh, oanh! Nhưng uy lực huyết sát đao lại không thể xem thường, hắn chém ra từng đao, huyết sát cực kỳ đáng sợ xô trào, huyết sát đao như thế, sát khí tăng lên trình độ sắc bén như đao cho dù là Lăng Hàn cũng không dám sử dụng nhục quyền ngăn cản huyết đao, hắn chỉ có thể tránh nghênh chiến chính diện. Ha ha ha, nhận lấy cái chết, chịu chết đi, triển hoành cười to, hắn đã có phần biên cuồng, mở phòng ấn huyết sát đao, sát khí có thể áp chế đối thủ, kỳ thật sát khí cũng ảnh hưởng tới hắn, hiện tại còn dễ nói, nhưng dùng càng lâu sẽ không biết hắn điều khiển huyết sát đao hay huyết sát đao điều khiển hắn. Lăng hàn hừ một tiếng, hắn có vài biện pháp đánh chết triển hoành. Ví dụ như rời bước thành trận, tăng thêm trận pháp trợ giúp, hắn hoàn toàn áp chế đối thủ. Ví dụ như sử dụng thiên đạo hỏa, hắn có thể trực tiếp thiêu chết đối phương. Đây chính là hỏa diễm ngay cả thánh nhân cũng sợ, muốn thiêu chết một chút cơ nho nhỏ còn không đơn giản hay sao. Qua một lúc lâu, Lang Hàn hiện giờ chỉ có 8 cơ hội, đương nhiên hắn không nguyện ý lãng phí trên người triển hoành. Còn nữa, hắn phát động chỉ xích thiên nhai, lại dùng năng lượng thiên đạo hỏa và năng lượng hủy diệt tìm kiếm sơ hở của đối phương và tiến hành công kích, nếu làm như vậy sẽ hơi lãng phí thời gian một ít. Lăng Hàn suy nghĩ các phương án, đối phương có bảo khí, chẳng phải hắn cũng có hay sao. Hỗn độn cực lôi tháp, ra, ông, trí bảo vừa xuất hiện, hỗn độn khí chìm nổi trên đỉnh đầu Lăng Hàn, ánh sáng lôi đình tỏa sáng, bảo khí không áp chế khí thế, nó tỏa ra uy áp vô thượng. Khí tức huyết sát đao phát ra bị áp chế, phạm vi sát khí không ngừng thu nhỏ, cuối cùng đã lui lại trong thân đao. Khốn kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triển hoành trợn mắt há hốc mồm, giống như hắn đang đứng tiểu, lại đột nhiên gặp được một cường giả tuyệt thế đi đến trước mặt, khi đó hắn sợ hãi không tiểu nổi. Đây chính là huyết sát đao đấy, nó đã uống máu tươi vô tận, lại là pháp khí tỏa ra sát khí ngập trời, nó bị áp chế. Việc này không thể tưởng tượng, khí tượng của bảo tháp quá kinh người, đó là khí thức gì, từng tia rủ xuống nhưng lại có cảm giác còn nặng hơn cả tinh thể, còn có lôi quang từng hồi, dường như chỉ cần bị nó đánh trúng, cho dù là hắn cũng phải thịt nát xương tan, đây là pháp khí gì?" Triển Hoành nhìn chằm chằm vào Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, trong mắt hắn lộ ra hào quang tham lam. "Một người chết, không nên có lòng hiếu kỳ nặng như thế." Lăng Hàn giết tới, đôi tay oanh kích thật nhanh, Triển Hoành vội vàng vung đao nghênh tiếp, huyết sát đao trong tay hắn bị quản chế, căn bản không phát ra một chút uy lực nào, lúc lưỡi đao chém vào Hỗn Độn khí lại chém không đứt, Hỗn Độn khí nặng thế nào? Chi chi chi, một đạo thiểm điện trong Hỗn Độn Cực Lôi Tháp đánh ra ngoài, nó cực kỳ chói mắt. Đây chính là đế binh tương lai, cho dù uy lực chỉ sánh bằng trúc cơ nhưng cũng là bá chủ trong trúc cơ, một đạo lôi đình đánh xuống cũng không phải triển hoành có thể ngăn cản, hắn bị điện giật, mùi thịt liên tục tỏa ra chung quanh. a à, cháy rồi, lang hàn lên tiếng trêu chọc, triển hoành vừa giận vừa vội, hắn là thiên kiêu cường đại, hắn bị người tạo anh sát như thế. Mặc dù hắn còn nhiều bí thuật chưa thi triển nhưng huyết sát đao lại là át chủ bài mạnh nhất của hắn, nó không thể áp chế lăng hàn, những thủ đoạn khác càng không thể tiếp tục đánh nữa, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lộ ra vẻ đau lòng, hắn không do dự cầm lấy một lá bùa dán lên người mình. Đây là vạn lý độn hành phù, có thể truyền tống hắn đi vạn dặm trong nháy mắt, đây là át chủ bài bảo mệnh của hắn. Muốn chạy, lăng hàn hừ một tiếng, oanh, hỗn độn cực lôi tháp xoay tròn, một đạo hỗn độn khí lập tức chấn áp thân thể triển hoành. Tạp, thân thể triển hoành phát ra âm thanh xương cốt đứt gãy, thân thể co rút lại, sau đó hắn nằm sắp dưới đất hỗn độn khí nặng như tinh thể hiện tại bị cảnh giới của lăng hàn áp chế nên không thể bộc phát bao nhiêu uy lực cho dù là vậy cũng không phải trúc cơ có thể ngăn cản ít nhất triển hoành không làm được a à, triển hoành kêu thảm thiết xương cốt toàn thân đang kêu vang lực áp bách thật sự đáng sợ nội phủ của hắn bị đè ép lúc nào cũng có thể sụp đổ thành một đống bột nhão lăng hàn vì tiện tịch thu vạn dặm độn hành phù và huyết sát đao hắn cười nói chẳng lẽ ngươi không biết ta là đạo tặc nổi danh sao Hiện tại trong những người tham gia kim nguyên quả hội, hắn chính là tồn tại trong truyền thuyết. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người cho rằng người mang mặt nạ chính là Nghiêu Kiếm Hoa. Ta nhận thua, Triển Hoành cắn răng nói ra, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, mình chính là thiên kiêu bài danh 29 vạn trong tinh võng, thế mà lại thua thảm hại. Tốt, vậy thì cam chịu số phận đi. Lăng Hàn vung quyền, ầm, hắn đánh nổ đầu Triển Hoành, hắn lại dùng thiên đạo hỏa đốt thi thể Triển Hoành thành cho tàn. Triển Hoành khẳng định chết không nhắm mắt, ta đã nhận thua, tại sao ngươi lại đuổi tận giết tuyệt? đương nhiên lăng hàn không lưu lại hậu hoạn gì, hắn cần phải khách khí với kẻ muốn giết mình hay sao? Hơn nữa nơi này là bí cảnh, sống chết do trời. chờ đến trời tối, nếu trang bất phàm vẫn chưa về, như vậy không đợi hắn. lăng hàn nói, bích tiêu công chúa và lục hoa lại nói kinh nghiệm của mình, sau khi đi về phía trước một quảng đường rất dài, các nàng đã tiến vào cổ chiến trường, lúc đó thi hải sống lại, cũng phát động công kích nhắm vào các nàng. Bích tiêu công chúa giết trở về đầu tiên, lục hoa có thuộc tính đặc thù, nàng trực tiếp trốn vào hư không, cho nên nàng dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đại quân thi hài. chương 4159, trận pháp đấu khô lâu binh. Ba phương hướng khác nhau, đều là bước lên cổ chiến trường. Lăng Hàn chỉ có thể cho rằng, vị trí bọn họ hiện tại là đang ở trong cổ chiến trường, chỉ là khu vực thi hài mà thôi. Mặc kệ, chúng ta tùy tiện tìm một hướng và tiến lên thôi. Hắn rất không chịu trách nhiệm nói một câu đúng là phụ thân không đáng tin cậy. Lục Hoa nhún vai, dáng vẻ rất bất đắc dĩ. Bọn họ chờ đến ban đêm nhưng vẫn không nhìn thấy Trang bất phàm trở về. Hi hi, phụ thân, xem ra tiểu đệ của ngươi chạy rồi. Lục Hoa cười nhạo Lăng Hàn. Lăng Hàn xoa xoa mũi, hắn hiếm khi thu nhận tiểu đệ, dựa theo đạo lý, chỉ cần hắn phất tay một cái sẽ có bá vương khí phát ra, sẽ có một đống người quỳ dạp xuống đất xin chịu chết vì hắn hay sao? Nếu lần sau gặp tiểu tử kia, nhất định phải đánh hắn thành đầu heo đi bọn họ xuất phát sau khi đi vài giờ liền tới biên giới cổ chiến trường lúc này tất cả thi hài đã đứng lên đám người lăng hàn nhìn quanh chung quanh bọn họ có không ít võ giả nhưng đám thi hài lại đứng tại chỗ như pho tượng nhưng khi ba người lăng hàn đến gần những thi hài kia như ăn phải thuốc kích thích bọn chúng xoay đầu lâu nhìn sang ba người làm gì ba người bọn họ rất đặc biệt sao cũng may mắn chính là đại quân thi hài bị hạn chế trong cổ chiến trường không có khả năng chạy ra chúng ta phải xông qua hay sao? Bốn phía đều là thứ quỷ này, chúng ta đang bị vây quanh bên trong. Mặc dù ban ngày có thể thông hành, nhưng chúng ta chỉ có thời gian nửa ngày, chiến trường này rất lớn, căn bản không có khả năng vượt qua. Ta đã xem tư liệu của tiền nhân, cần đi ít nhất ba ngày mới có thể thông qua khu vực này. Ba ngày, nói cách khác, chúng ta cần phải kiên trì hai đêm, bị những khô lâu binh này vây công. Làm sao có thể, ta không thể kiên trì nổi 10 phút, bốn phía đã có không ít người, có rất nhiều người sợ hãi. Một lời mang đến nhiệt tình, lòng tin ngập trời, một lời cũng có thể mang tới hiệu quả trái ngược, vẫn chưa bước ra bước đầu tiên đã mang theo tâm trạng bi quan. Bọn họ có thể không sợ hãi hay sao? Không bằng, chúng ta liên thủ đi xông qua đi. Tốt, nhiều người lực lượng lớn, nói không chừng, nơi này cần liên thủ với có thể thông qua. Có người đề nghị liên thủ, sau đó đạt được mọi người tám thành, một liên minh cỡ nhỏ hình thành. Ban đầu đã có một ít người tổ đội với nhau, sau khi đi vào nơi này bọn họ đều bị truyền tống đến địa phương khác nhau bởi vậy hiện tại đành phải tạo ra tổ đội lâm thời lăng hàn gia nhập với chúng ta có người đến tìm lăng hàn hắn nói chuyện mang theo ngữ khí bố thí nếu không phải xem mặt mũi lăng hàn là trận sư hắn cũng lười kêu gọi thổ dân lạc hậu gia nhập nói không chừng không dùng được gì ngược lại còn biến thành cản trở lăng hàn lắc đầu không cần ta thích hành động đơn độc người kia sững sờ không nghĩ tới lăng hàn lại lên tiếng cự tuyệt hắn lộ ra vẻ buồn bực. Cho ngươi mặt mũi người còn từ bỏ, đúng là không biết tốt xấu, tưởng rằng là trận sư thì giá trị bản thân rất cao sao. Được rồi, được rồi, người có trí riêng, lại có người tới khuyên bảo một câu, người kia nghĩ nghĩ một lúc nên không phát tác, dù sao nơi này có rất nhiều người mời chào lăng hàn, có một ít người không phải hắn có thể đắc tội. Trừ ba người lăng hàn ra, những người khác đã tổ đội với nhau, bọn họ sẽ không giết vào cổ chiến trường vào lúc này. Chẳng phải làm như vậy là tự rước lấy khổ hay sao? nhưng vì thích ứng trước một chút bọn họ vẫn xông vào bên trong chỉ xông vào tại khu vực biên giới chủ yếu là luyện tập phối hợp cũng thích ứng cường độ công kích vạn nhất bọn họ không gánh được ngày mai cũng không cần tiến vào nói không chừng sẽ chết ở bên trong bọn họ chiến đấu hơn nửa giờ sau đó nhanh chóng phối hợp ăn ý dù sao đều là thiên tài chỉ cần buông ngạo mạn và chân thành hợp tác với nhau lực lượng của bọn họ sẽ bộc phát rất mạnh ba người lăng hàn lại nghỉ ngơi chỉ cần mặt trời ngày mai vừa mọc bọn họ sẽ lập tức xuất phát. Một đêm qua đi, mặt trời mới lên. Đi, hai đám người cùng xuất động và tiến vào cổ chiến trường. Bọn họ nhất trí phương hướng với nhau, tận khả năng lên đường vào ban ngày. Bọn họ không ngừng lại ăn cái gì, chỉ liều mạng lên đường thật nhanh, sát khí trong chiến trường như đao. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, nhiều lắm chỉ đạt tới một phần ba tốc độ âm thanh. Nửa ngày sau, mặt trời lặn, sắc trời tối lại vào lúc tia sáng mặt trời cuối cùng biến mất phía chân trời bóng tối vô tận ập tới tạp 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 đám thi cốt bò lên u hỏa thiêu đốt trong hốc mắt giống như bọn họ đã tiến vào u minh quỷ giới dừng bước chuẩn bị chiến đấu những người tổ đội kia dừng lại bọn họ chia nhau làm ba nhóm như vậy có thể thay phiên nghỉ ngơi lang hàn bích tiêu công chúa và lục oa cũng ngừng lại bọn họ biết chọi cứng với khô lâu là cách làm không thông minh làm sao bây giờ bích tiêu công chúa hỏi thật ra nàng tán thành tổ đội với những người khác, như thế có thể chia sẻ áp lực phòng thủ, hơn nữa còn có thể chỉnh đốn luân phiên. Tự giải quyết chứ sao? Lăng Hàn cười nói, hắn vừa đi vừa bày trận cơ. Oanh, đại quân khô lâu sẽ không cho hắn thong dòng bố trí trận cơ, chúng lập tức giết tới. Cổ quái chính là, phần lớn khô lâu binh phóng về phía bọn họ, phóng vào đám người kia lại quá ít. Tại sao lại bất công như vậy? Lăng Hàn kinh ngạc, hắn vừa tấn công khô lâu, vừa bố trí trận cơ. Bích tiêu công chúa và lục hoa vội vàng hỗ trợ đại chiến đại quân khô lâu. Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, đại quân khô lâu nhiệt tình với bọn họ như vậy là vì lục hoa, bởi vì đám khô lâu không quan tâm tới bích tiêu công chúa, chúng điên cuồng tấn công lục hoa. Hắn vội vàng nói, lục hoa, ẩn thân, vâng, phụ thân, lục hoa nhanh chóng trốn vào trong hư không, nàng vừa biến mất như thế, đại quân khô lâu khôi phục bình thường, đại quân khô lâu lại phân ra tấn công đám người kia. Khốn kiếp, đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì khô lâu nhiều hơn thế, chẳng lẽ chúng đã diệt ba người kia, áp lực bên này tăng lên làm đám người bọn họ kêu la thảm thiết. Chớ hoảng sợ, hôm qua chúng ta đã diễn luyện rồi, hoàn toàn không có vấn đề. Một tên nam tử áo đỏ lên tiếng, hắn cũng là người có tu vi cao nhất trong đội ngũ, cũng được mọi người nâng lên làm đội trưởng. Người này tên là Kim Cảnh Thiên, thiên tài nhất tinh trúc cực cơ, thực lực tương đối bất phàm. Tất cả mọi người là gật đầu, ổn định tâm thần, dựa theo diễn luyện ngày hôm qua, một bộ phận người nghỉ ngơi một bộ phận người chiến đấu cục diện vừa ổn định bọn họ nhìn sang phương hướng ba người lăng hàn ba người kia đã chết đi ai đáng tiếc cho mỹ nữ kia phi thường có hương vị a a à, khốn kiếp vừa mới nhìn sang bọn họ đều hoảng hốt bọn họ nhìn thấy cái gì ba người lăng hàn đang ngồi trong một khu đất hoang lại còn nhóm lửa nấu cơm đám khô lâu binh tiến vào liền bị tia sáng đánh chúng chúng phát nổ trong nháy mắt trận đã thành